Chương 1120, toàn viên tu luyện. Này là sự vụ nội bộ, ngoại nhân tự nhiên sẽ không dễ dàng nhúng tay." Lang Hàn nói, "Ba vị huynh trưởng, này chỉ là việc nhỏ, ngày hôm nay vui vẻ, không nói những chuyện này, uống say mới nghỉ." Uống say mới nghỉ, ba người Phong Phá Vân cũng là hạng người phóng khoáng, lúc này nâng chén uống say. Lăng Hàn khó được uống say một lần, sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, phát hiện mình đã nằm trên giường, mà trong lòng thì ôm một vư vật thiên kiều bá mị không phải Thủy Nhạn Ngọc thì là ai? Hắn sợ hãi nói, ngày hôm qua chúng ta có cái kia hay không? Thủy Nhạn Ngọc vừa thẹn vừa giận, cho hắn một cái liếc mắt nói. Tối hôm qua người uống say, ta đỡ người vào phòng, nhưng người cứng rắn kéo ta không tha, ta cũng chỉ có thể ở đây. Ngụ ý, chính là người say đến không có gì cả làm. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm nói, hoàn hảo hoàn hảo, nếu như lần đầu tiên hy lý hổ đồ như vậy, cũng quá thua thiệt. Ba, Thủy Nhạn Ngọc lập tức ném qua một cái gối, đập lên mặt hắn. Ôi, ta nói thê tử, có phải ngày hôm qua vi phu không có làm ngươi, ngươi bất mãn, tâm lý có oán khí hay không? Lang Hàn cười nói, Thủy Nhạn Ngọc sắp tức điên, tên sắc lang này, cái đồ lưu manh này, còn có mặt mũi nói như vậy. Xoát xoát xoát, nàng có cái gì vung cái đó, đầu tiên là một cái gối khác, sau đó là chăn, tiếp đó là cốc, khay trà cũng đập tới Lang Hàn. Lang Hàn tiếp thật nhanh, tiếp được liền vứt xuống giường, thẳng đến Thủy Nhạn Ngọc phát hiện không có gì có thể đập, hắn cười hắc hắc, một cái hổ phát ấn ngã thủy nhạn ngọc, đặt vư vật này ở dưới thân. Sách sách sách, ta thực sự là quá bội phục mình. Hắn say xưa nói, bội phục cái gì, thủy nhạn ngọc bị hắn ép tới khó chịu, mị nhãn như tơ, thân thể mềm mại cũng hóa thành xuân thủy, mềm nhũn. Ở dưới ta khổ cực khai khẩn, cái này tựa hồ lại lớn hơn rồi. Lăng Hàn cười xấu xa nói, nhẹ nhàng chào một cái, để Thủy Nhạn Ngọc phát ra tiếng rên rỉ mê người. Đồ lưu manh, Thủy Nhạn Ngọc đỏ mặt, vì sao tên bại hoại này luôn thích chảo ngực của nàng, không phải là hai luồng thịt sao, thịt ở địa phương khác trên người nàng tê ca hông phải thịt sao. Ngô, nàng say xưa trong nụ hôn nồng nhiệt của Lăng Hàn, rất nhanh thì bị Lăng Hàn kích thích, chủ động vươn tay quấn lấy cổ đối phương, kịch liệt hôn lại. Thình thịt thình thịt thình thịch, ngay lúc then chốt, cửa phòng lại bị gõ. Lăng Hàn buồn bực, ai vậy a? À, hắn đang định ăn đại yêu tinh này. Tiểu Hàn tử, rời giường đi tiểu một chút. Ngoài cửa truyền đến thanh âm cười trộm của hách liên thiên vân. Dựa vào, biết ngay là lão gia hỏa không đứng đắn này. Lăng Hàn thở dài, nhìn Thủy Nhạn Ngọc nhanh chóng mặc lại quần áo, biết hôm nay là ăn không được đại yêu tinh này, hơn nữa nữ nhân này rất hay xấu hổ, phỏng chừng mấy ngày kế tiếp sẽ tận lực tránh hắn, còn muốn ăn, vậy thì phải chờ lâu thêm mấy ngày. Được rồi, trước làm chính sự, Lăng Hàn đi ra ngoài, gọi ba vị huynh trưởng, Đinh Bình cùng Hách Liên Thiên Vân tới, bắt đầu truyền thụ bọn họ công pháp của thần giới. Lục hợp bát hoang công bởi vì là từ lão đầu truyền thụ, Trước khi không có hắn đồng ý, Lăng Hàn không tiện lén lút truyền, bởi vậy hắn dạy cho đám người hách liên thiên vân công pháp là hắn ở lúc đấu giá đạt được, tuy không phải công pháp đỉnh cấp, nhưng khẳng định mạnh hơn của sích thiên học viện. Hơn nữa, công pháp trong sích thiên học viện là không thể lén lút truyền thụ, này là cấm lệch, phẩm cấp cao thì Lăng Hàn đổi không nổi. Ba vị huynh trưởng, các người không phải là người khai thiên, nên lực lượng không có khả năng đạt đến 20 tinh, nhưng 19 tinh, 18 tinh vẫn có thể đạt đến hy vọng các người đều có thể tu luyện tới trình độ không thể tiến thêm, lại đột phá thần cảnh. Lăng Hàn nói, ừ, ba người phong phá vân đều gật đầu, bọn họ đều là hạng người hùng tâm bừng bừng, tự nhiên không muốn trở thành thần linh phổ thông, muốn tu cũng phải tu thành cùng giai vô địch. Lần này, không giống như lúc Lăng Hàn mới vào loạn tinh Hoàng Triều, tài nguyên tu luyện gì cũng không có, tương phản, lúc này Lăng Hàn lấy ra không kém hơn thủ bút của cường giả tinh thần cảnh chút nào. Dù sao chỉ là bảo vật của phàm nhân, đắt đi nữa cũng có hạn, mà lang hàn luyện chế bích tiêu đan chính là một vốn bốn lời tốc độ kiếm tiền kinh người khách liên thiên vân thở dài hắn là hậu duệ của long tộc có ưu thế huyết mạch ở thần giới mấy ngày liền dựa vào huyết mạch đột phá đến thần cảnh bởi vậy hắn không thể tu lực lượng đến cực hạn điều này làm cho hắn có chút hối hận đáng tiếc không có khả năng bởi vậy chém rời đời này sống ra đời thứ ba A, không có nhiều trí bảo cho hắn tiêu xài như vậy bảo vật có thể làm cho linh hồn chuyển thế ở thần giới cũng rất ít ỏi hoàn hảo. Lực lượng 16 tinh cũng không tinh yếu, dù sao phá hư cảnh chỉ tu luyện cơ sở, không có khả năng hoàn toàn quyết định tiền đồ của võ giả. Lăng Hàn phát tài nguyên, hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất để ba vị huynh trưởng tiến vào thần cảnh, hơn nữa còn phải dưới điều kiện tiên quyết là cơ sở kiên cố không gì sánh được. Về sau, hắn đem tinh lực bỏ vào trên người đinh bình. Tên đồ đệ này là hắn thu, nhưng thời gian giáo dục lại không lâu, thực rất không xứng chức. Vì vậy, sau khi trở lại, hắn bắt đầu thao luyện đinh bình đinh bình thảm rồi trong hắc tháp hắn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết có thể nói cực kỳ bi thảm quả thực có thể cho người nghe run sợ quá dọa người không mấy ngày nữa luân hồi thụ sẽ hoàn toàn lớn lên lăng hàn lộ ra dáng tươi cười đây mới là bí bảo lớn nhất của hắn Ngộ đạo dưới luân hồi thụ một khắc chính là một đời có thể nói nghịch thiên tu luyện nguyên lực thể lực đều có thể dựa vào đan dược dựa vào thiên tài địa bảo tăng lên nhưng mộ đạo chỉ có thể dựa vào chính mình luân hồi thụ lại có thể để thời gian mộ đạo rút ngắn vô hạn hoặc nói kéo dài vô hạn sư phụ ta có thể nghỉ ngơi một chút sao đinh bình khổ sáp nói hắn vác một khối đá lớn lăng hàn thì ngồi phía trên trầm trọng vô cùng làm cánh tay hắn run rẩy bởi vì lăng hàn dùng trọng lực thần văn tất nhiên chỉ một chút bằng không linh anh cảnh căn bản không có khả năng thừa nhận không được chạy ba vòng nữa đinh bình bị lăng hàn thao luyện đến mỗi ngày kêu thảm thiết nhưng tiến bộ cũng rất rõ ràng không biết hắn có dạng huyết mạch gì, hoặc nói là được khí vận gì, mà chất cường đại, lực lượng có thể bạo phát gấp trăm lần. chương 1121 tiến cảnh như bay. Này quá kinh khủng, chỉ năng lực này cũng có thể làm cho hắn ở thần cảnh vượt qua hai tinh chiến lực. Vĩnh cửu, từng tiểu cảnh giới nhỏ, lực lượng tranh lệch là khoảng 10 lần, bởi vậy bạo phát gấp trăm lần chỉ có thể bù đắp tranh lệch hai tiểu cảnh giới nhỏ. Này cũng có thể thấy được từng cảnh giới ở thần cảnh tranh lệch bao nhiêu, nên thiên tài tứ tinh mới ít như vậy, thiên tài ngũ tinh càng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Lăng Hàn muốn triệt để nghiền ép tiềm lực của Đinh Bình, chăm sóc dậy bảo ra một đồ đệ như bức. Bốn ngày sau, luân hồi thụ hoàn toàn trưởng thành, tán cây chừng trăm trường, có khí tức đại đạo lưu truyền ở giữa cành lá, thần bí, cường đại, phong cách cổ xưa, rõ ràng Lăng Hàn nhìn nó trưởng thành, lại cho hắn một loại cảm giác là gốc đại thụ này đã vượt qua ức vạn năm. Cần 12 ngàn tỷ năm mới có thể trưởng thành luân hồi thụ, cứ như vậy dài ra. Hắc tháp càng thêm như bức. Lăng Hàn cảm khái, hắn quật khởi không ly khai hắc tháp trợ giúp, bằng không dù đời trước hắn không chết, vậy bây giờ cũng chỉ có thể làm một đan đạo đế vương, võ đạo sao, bởi vì lúc đầu hắn đặt nền móng quá thảm, thành tựu tuyệt đối hữu hạn. Gốc luân hồi thụ này không phải trưởng thành bình thường, mà là bị ta vận dụng bản nguyên bí lực đề cao, nên hiệu quả sẽ yếu đi một ít. Tiểu tháp xuất hiện, giải thích cho Lăng Hàn, ngộ đạo dưới tàng cây, xa xa không đạt được một khắc tức một đời, nhưng một ngày có thể bằng một năm. Cái này cũng lợi hại rồi. Tiếp qua 10 năm, lá cây có thể ngắt lấy chế thành lá trà, hiệu quả tốt hơn một chút, phỏng chừng uống một chén, người có thể thu được 10 năm thể ngộ. Đáng tiếc, nguyên lực của ta lần thứ hai hao hết, không thể thôi động nó lớn thêm nữa. Lăng Hàn đã kinh nghỉ đến tột đỉnh, nói, được rồi, được rồi, này đã rất lợi hại, đó là ngươi ếch ngồi đáy giếng, không biết loại bảo vật ra tốt thời gian cũng không ít. Tiểu tháp đoán chừng là nói lỡ miệng, vội vã ngậm miệng không nói ta muốn chữa trị hắc tháp không có việc gì thì đừng đến phiền ta nói xong nó xoát một cái liền tiêu thất mặc lăng hàn gọi thế nào cũng không chịu tái hiện dựa vào tốt xấu gì ta cũng là chủ nhân a à, đây cũng quá không tôn trọng đi lăng hàn nhe răng tiểu tháp này thực sự là quá ngạo kiều mặc kệ nhiều như vậy trước để người bên cạnh đề thăng thực lực cái đã lăng hàn tiếp bọn người thủy nhạn ngọc phong phá vân vào hắc tháp để cho bọn họ mộ đạo ở dưới luân hồi thụ lần này điên cuồng đạt đến độ cao như bọn họ thiếu chính là thời gian đi ngộ đạo nhưng ở dưới luân hồi thụ một ngày bằng một năm đây là khái niệm gì thực sự là ngay cả con lợn cũng có thể thu thành chân thần a vốn tốc độ thể ngộ thiên địa huyền bí của bọn họ theo không kịp nguyên lực thể lực đề thăng hiện tại vừa vặn tương phản tu vi tinh thần vượt qua thân thể ngược lại thành thân thể kéo chân sau hoàn hảo lăng hàn là đan đạo đế vương tu luyện phổ thông theo không kịp vậy gặm thuốc ngược lại ngộ đạo ở dưới luân hồi thụ cũng không sợ tu vi để thăng quá nhanh. Dẫn đầu đột phá, cũng là Lăng Hàn. Hắn đã là trung cực vị đỉnh phong, hiện tại có luân hồi thụ trợ giúp, tốc độ mộ đạo của hắn quả thực như ánh sáng. Thiên tài bình thường muốn vượt qua bước này làm sao cũng phải mấy trăm năm, ngay cả Lăng Hàn là siêu cấp thiên tài, vài thập niên cũng bình thường. Nhưng ở dưới luân hồi thụ, vài thập niên chỉ là hơn 10 ngày mà thôi. Chủ yếu nhất là, trong người Lăng Hàn còn có ma chủ tinh nguyên, giải quyết vấn đề tích lũy nguyên lực, hai bút cùng vẽ, lo gì cảnh giới không bay nhanh. Hắn sớm điều khiển xuyên vân toa ly khai đại lăng triều, đi tới một hoang nguyên không người độ thiên kiếp. Trong đại lăng triều ám sóng rung động, có người muốn tạo phản, vậy cho bọn hắn cơ hội, bằng không đám người có dã tâm dằn xuống mà nói, vậy sau này bộc phát ra nguy hại sẽ lớn hơn nữa. Nên lăng hàn nghiêm mật phong tỏa tin tức hắn trở về, hiện tại độ kiếp tự nhiên cũng không thể chọn ở đại lăng triều. Vượt qua tiểu cảnh giới, bây giờ đối với lăng hàn mà nói là một loại dần vật, phải đánh vỡ bản thân, để thần cốt bị thiên kiếp tẩy luyện, nâng cao một bước, điều này làm cho hắn kêu thảm thiết liên tục, nếu như Đinh Bình nghe được mà nói, tâm lý nhất định sẽ cân đối hơn rất nhiều. Tên sư phụ biến thái này cư nhiên cũng có lúc thảm như vậy. Nửa ngày sau, thiên kiếp tiêu tán, Lăng Hàn dùng một giọt bất diệt chân dịch, thân thể khôi phục trong nháy mắt, chỉ cảm thấy lực lượng tăng vọt, mà thần cốt thì cứng rắn không gì sánh được, đạt tới trình độ thần thiết cấp 4. Hiện tại, tuy ta không chấn áp được đối thủ đại viên mãn đỉnh phong, nhưng hoàn toàn không sợ, coi như là hao tổn, ta cũng có thể mài chết đối phương. Lăng Hàn cười nói, lực phòng ngựa cộng thêm lực khôi phục của hắn, quả thực chính là cấp bậc vô lại, chỉ cần không thể miểu sát hắn, như vậy đối thủ sẽ tuyệt vọng. Sau Lăng Hàn, thì Vũ Hoàng tiến bộ nhanh nhất, thiên phú của hắn gần như không kém Lăng Hàn, chỉ là không có vận khí tốt như Lăng Hàn, được hắc thác mà thôi. Hai tháng sau, lực lượng của Vũ Hoàng thẳng tiến đến phá hư 19 tinh. Uy lực của Luân Hồi thụ hoàn toàn bày ra. Vũ Hoàng bắt đầu ngộ bí mật thần cảnh, mà có Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc giải thích, lấy thiên phú của Vũ Hoàng nhất định không cần mấy ngày là có thể vượt qua, dĩ nhiên, ngộ đạo dưới luân hồi thụ vài ngày, liền tương đương với mấy năm. Hơn 10 ngày sau, lực lượng của Phong Phá Vân thẳng tiến đến phá hư 18 tinh, Mộ Dung Thanh 17 tinh. Này cũng có thể thấy được thiên phú của bốn huynh đệ khác biệt, Vũ Hoàng và Lăng Hàn gần như đặt song song, Phong Phá Vân kém hơn một chút, Mộ Dung Thanh thì kém một bậc. Nhưng dù như vậy cũng dọa Thủy Nhạn Ngọc một trận, lực lượng phá hư 17 tinh A, phát huy ra chiến lược chí ít 22 tinh, thậm chí còn mạnh hơn. Thiên tài như vậy, ở loạn tinh Hoàng Triều có thể tìm ra mấy cái. Đại Lăng Triều nho nhỏ đã có 4 cái. Hơn nữa, Hách Liên Thiên Vân cũng đạt tới 16 tinh, vẫn rất kinh khủng, mà đồ đệ đinh bình của Lăng Hàn cũng là tiểu quái vật, có thể bạo phát lực lượng gấp trăm lần, nếu như cũng có thể đạt đến lực lượng phá hư 18 tinh, 19 tinh lại đột phá, vậy hắn nhảy vào thần cảnh. Chiến lực thậm chí có thể tới 6 tinh. 6 tinh, suy nghĩ một chút cũng để Thủy Nhạn Ngọc cảm thấy kinh khủng, bởi vì thiên tài ngũ tinh cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, hiện tại cư nhiên có khả năng chạy đến một thiên tài lục tinh. Chương 1122, Ngưu Ngịch Chi ngôn thượng. Ngay cả Lang Hàn cũng kém a, Lang Hàn sẽ không đố kỵ đồ đệ mình, hơn nữa, lực lượng chỉ là một khâu trọng yếu trong chiến lực cũng không phải toàn bộ. Hắn tin tưởng, nếu như Vũ Hoàng và Đinh Bình cùng giai đánh một trận, thua tuyệt đối là Đinh Bình. Thay hắn mà nói, Đinh Bình càng không có hy vọng thủ thắng, thể phách cùng lực khôi phục biến thái là rất khó giải. Hơn nữa, Lăng Hàn phát hiện hiện tại lực lượng của mình càng lúc càng lớn. Cửu Long phách thể thuật và lục hợp bát hoang công đều là bí pháp vô thượng, để thể lực của hắn bạo tạc, nguyên lực tinh thuần, mơ hồ có xu thế chỉ lực lượng liền đạt đến ngũ tinh. Lại vài ngày sau, Vũ Hoàng, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh trước sau đột phá đến Sơn Hà Cảnh. Đại Lăng Triều rốt cục có chút bộ dáng của Vương Triều. Chỉ nói vượt qua số lượng cảnh giới, tiến bộ nhanh nhất là Đinh Bình. Hắn nguyên bản vừa đạt đến Linh Anh Cảnh, nhưng sau 3 tháng thình lình đạt tới phá hư cảnh, tổng cộng 3 vượt qua đại cảnh giới, gần 30 tiểu cảnh giới. Dù cho phóng tới thần giới, đây cũng là tốc độ để người ra đầu tê dại. Trừ Lăng Hàn ra, còn có người thứ hai có luân hồi thụ sao. Đừng nhìn chỉ là 3 tháng, nhưng thời gian Đinh Bình chân chính ngộ đạo không sai biệt lắm khoảng 90 năm. Dĩ nhiên, dưới luân hồi thụ chỉ có thể ngộ đạo, thân thể vẫn dừng lại ở trình tự nguyên bản, không thể chân chính coi là 90 năm, nhưng 30 năm nhất định là có. Bây giờ Đinh Bình tràn đầy lòng tin, muốn ở trên tu vi đuổi kịp và vượt qua ba vị sư bá, chân chính thay Lăng Hàn phân ưu giải nạn. Trước đây Lăng Hàn bị mang đi thủy chung không tiêu tan ở trước mắt hắn, hắn không muốn, không muốn lấy phương thức như vậy tách rời sư phụ. Tự mình chịu khổ, cộng thêm thiên phú, tài nguyên, Đinh Bình tiến bộ tự nhiên như bay. Tương phản, sau khi tiến vào thần cảnh, tốc độ tu luyện của Vũ Hoàng, Hách Liên Thiên Vân đều chậm lại, thật có khả năng bị Đinh Bình cái sau vượt cái trước, chỉ ít cũng có thể đuổi theo. Người mình tiến bộ càng nhanh, lang Hàn dĩ nhiên càng hài lòng, hắn cười nói. Tam ca, người tám chín phần mười sẽ bị tiểu tử Đinh Bình đuổi theo, đại ca cũng có chút nguy hiểm, thiên phú của nhị ca tốt nhất, nếu như Đinh Bình không có cơ duyên đặc thù mà nói, là chắc sẽ không có khả năng vượt qua. Mộ Dung Thanh không khỏi kêu thảm thiết, làm trưởng bối bị tiểu bối vượt qua, này quá mất mặt. tứ đệ, ngươi nhất định phải cho ta chút tài nguyên, nếu không ta không để yên cho ngươi. hắn kéo lăng hàn, trong lòng chỉ muốn cường đại. chúng nhân không khỏi cười to. tam sư bá, ngươi chờ bị ta siêu việt đi. đinh bình vẫn vác một tảng đá lớn, phía trên vẽ một trọng lực thần văn. hiện tại hắn vác đá vác đến nhiệt, khi ngủ cũng muốn áp ở lưng trên một khối, bị chúng nhân đùa là ô quy. còn có một người thực lực tiến bộ rất nhanh, đó chính là thạch linh. Hơn một năm qua, Thạch Linh gần như không có tiến bộ, còn là phá hư cảnh, nhưng sau khi Lăng Hàn trở về, nó tự nhiên lại có thạch đầu ăn, gặm hơn hai tháng, nó như ngủ đông hóa thành một viên cầu, qua nhiều ngày cũng không có động tính. Nhưng mấy hôm trước, nó cuối cùng nghênh đón bạo phát, nhất cử bước vào thần cảnh. Ngũ hành sinh linh bất đồng yêu thú, yêu thú tiến lên thần cảnh là có thể hóa thành nhân hình, mà Thạch Linh kỳ thực vẫn là nhân hình, bất quá thân thể là dùng thạch đầu trồng chất. Sau khi tiến lên thần cảnh, nó biến hóa là rốt cục có thể nói chuyện. Nhưng Thạch Linh không thích nói, nó vẫn giống như trước, thích cắn ống quần của Lăng Hàn, điều này làm cho Tu La Ma đế thập phần khinh bỉ, người không phải chó, học bộ dạng của chó làm chi. Uông uông, hắn chen Thạch Linh, làm sao cũng không cho tên này đoạt bát cơm của hắn, hắn mới là đại cầu có được hay không. Lăng Hàn cũng không chỉ đề thăng đám người Vũ Hoàng, thị vệ trong cung cũng được hắn phát linh dược, thực lực tiến bộ rõ ràng, chỉ là bọn hắn không có tư cách tiến nhập hắc tháp, tu luyện ở dưới luân hồi thụ. Dù sao tác dụng của luân hồi thụ hữu hạn, hiện tại nó chỉ có thể đồng thời để 10 người tu luyện. Dù như vậy, thực lực của thị vệ trong cung cũng có đề thăng rõ ràng, trước đây căn bản là sinh hoa cảnh, hiện tại đều thẳng tiến linh anh cảnh, mà đây chỉ phát sinh ở trong 3 tháng ngắn ngủi, phi thường kinh người. Đinh Bình, về nhà mấy ngày đi, chậm nhất tháng sau, chúng ta sẽ đi loạn tinh hoàng triều lần sau trở về cũng không biết là lúc nào. Lăng Hàn nói với đồ đệ, khi thực Đinh Bình cũng không muốn trở về, Đinh ra với hắn mà nói cũng không phải nhà, chỉ là địa phương hắn sinh ra, sống nhờ mà thôi. Nhưng sư phụ nói như vậy, hắn không dám vi phạm, liền thu thập một chút, xuất phát về nhà. Hôm nay Đinh Bình không còn là thiếu niên phế vật trước đây, mà là đệ tử thân truyền của Đương Kim Thiên Tử, cảnh giới bản thân cũng đạt tới độ cao tương đối. Hiện tại Đinh ra không ai biết hắn đã là phá hư cảnh, bất quá, Linh Anh cảnh đối với phần lớn người mà nói vẫn là cao cao tại thượng bởi vậy hắn trở lại đinh ra, tự nhiên được đinh ra nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng có vài người biểu hiện có chút lãnh đạm, thậm chí biểu tình bất thiện, để trong lòng đinh bình nhảy một cái. Hắn tự nhiên biết hiện tại ở trong chiều ám sóng dũng động, có thế lực mưu đồ muốn diệt đại lăng chiều, lập vương quốc khác, này bị hắn hận đến tận xương tủy. Trước đây sư phụ khai thiên thành công, để mọi người thoát khỏi ngũ tông hãm hại, miễn đi vận mệnh bị luyện thành đan, thậm chí bị bắt làm con tin, nhưng những người này ngược lại tốt, cư nhiên vong ân phụ nghĩa, thừa dịp sư phụ không ở mặt tạo phản. Đừng nói đinh Gia cũng có bụi bắm như vậy, nếu có, hắn tuyệt đối sẽ diệt trừ, quân pháp bất vị thân. Ha ha, đinh bình, đến đến đến, đến bên cạnh nói vài câu. Một lão giả ngoác ngoác đinh bình, hắn gọi đinh Sương, là một vị đại nhân vật của đinh Gia, cũng là lão nhân vật. Ở tiểu thế giới là sinh hoa cảnh, vốn tưởng rằng phải chết già ở cảnh giới này, không nghĩ tới lăng hàn khai thiên thành công, hắn cũng bởi vậy được ích lợi, gần 2 năm qua đã thẳng tiến Linh Anh Cảnh, có thể sống lâu 200 năm. Nguyên bản hắn đã không có dã tâm gì, nhưng sống nhiều thêm 200 năm, để tâm tư của hắn lại dục dịch. Thất tổ ra, Đinh Bình được Lăng Hàn nung đúc, mặc dù không có cảm tình gì với gia tộc, nhưng vẫn có kinh ý với trưởng bối. chương 1123, Mưu Nghịch Chi Ngôn Hạ. Đinh Sương gật đầu, có chút cậy già lên mặt, hắn thấy, Đinh Bình dù gì đi nữa cũng là tiểu bối của Đinh gia, phải nghe lời mình nói hắn chỉ chỉ vị trí trước người nói, ngồi đi, đợi Đinh Bình ngồi xuống, hắn nghiêm mặt nói, Bình Nhi, bệ hạ ly khai cũng sắp hai năm đi. Trong lòng Đinh Bình trực nhảy, nhưng trên mặt không có biểu lộ ra, lãnh tính, trầm ổn này là vật lang hàn dạy cho hắn sớm nhất. Hắn chỉ gật đầu nói, sư phụ quả thực ly khai sắp hai năm, Bình Nhi, có câu nói, nước không thể một ngày không có vua. Đinh Sương cười ha hả, trong mắt đột nhiên toát ra thần thái kinh người. Này là đam mê quyền lực, để lão đầu này như mau đầu tiểu tử lần đầu tiên thấy mỹ nữ, vô cùng kích động. Thất tổ ra là có ý gì? Đinh Bình trầm ngâm nói. Đinh Sương cười nói, ngươi là đệ tử duy nhất của bệ hạ, hiện tại bệ hạ vừa đi không về, không phải ngươi có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Xoát, Đinh Bình thoáng cái đứng lên nói. Thất tổ ra, nói năng cẩn thận, ngươi đây là thái độ gì? Đinh Sương giận tím mặt, tiểu tử này là muốn tạo phản sao, lại dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với mình thất tổ ra, người uống say rồi. Đinh Bình phất tay áo, muốn ly khai. Đứng lại, Đinh Sương vỗ bàn nói. Đinh Bình không để ý, tiếp tục tiến tới. Ha ha, thanh niên, trưởng bối nhà ngươi bảo ngươi đứng lại, ngươi không có nghe thấy sao. Một đạo nhân ảnh đột nhiên hiện lên, chặn lối đi của Đinh Bình. Bất kính trưởng bối, đây cũng không phải là tập quán tốt. Đinh Bình ngưng mắt nhìn đối phương, đây cũng là một người trẻ tuổi, nhiều lắm 24-25, phía sau vác một thanh trường kiếm, Cả người tán phát ra kiếm ý kinh người, phảng phất kiếm chính là hắn, hắn chính là kiếm. Ngươi là người phương nào? Đinh Bình trầm giọng hỏi, đối phương cho hắn áp lực cường đại, cảnh giới tuyệt không kém hắn. Phá hư cảnh, ta sao? Thanh niên này lộ ra dáng tươi cười bình thản, ta gọi Trương Mạch, đã từng có một biệt hiệu, gọi tiểu kiếm đế. Bất quá, hiện tại không dám xưng nữa, đây chính là thần giới, ta còn dám tự xưng kiếm đế mà nói, chỉ nháy mắt sẽ bị người đánh chết. Thiên kiếm tông Đinh Bình trầm giọng nói, hắn cuối cùng hiểu, dưới cổ ám sóng dũng động này, là có ngũ tông trợ giúp. Người ở đây đều là heo sao, biết rõ trước đây ngũ tông muốn luyện bọn họ thành nhất giới đan, nhưng bây giờ ngược lại tốt, cư nhiên bị ngũ tông cổ động, muốn vong ân phụ nghĩa. Quyền lực thật có ma lực như vậy sao, để người chấp nhất như vậy. Ha ha, thực xảo, Trương Mạch thản nhiên nói, nguyên bản, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp lừa gạt ngươi trở về, không nghĩ tới chính ngươi chủ động trở về không phạm trồi lên mặt nước, Đinh Bình ngược lại không sợ, hắn bây giờ là phá hư tầng 3, cộng thêm sức bật cường đại, chiến lược thường quy đạt tới 12 tinh. Mặt khác, hắn còn có thể lấy ra quốc thế, còn có bảo vật lăng hàn ban cho hắn, hoàn toàn không sợ bất kỳ một phá hư cảnh nào. Hắn chấn định nói, ta là tuyệt đối không phản bội sư phụ, các người ta bắt thì như thế nào. Ha 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 ha, chúng ta chỉ cần một khôi lỗi. Đinh Sương chen lời nói, ngươi là đồ đệ của Lăng Hàn, kế thừa ngôi vị hoàng đế mà nói, danh chính ngôn thuận. Hắn hưng phấn đến nét mặt già nua đỏ lên, chưa từng có nghĩ đến, một ngày kia hắn có thể trở thành chúa tể một quốc gia. Này thậm chí để thân thể đã sớm héo rũ của hắn tỏa sáng sinh cơ, có xung động muốn tìm nữ nhân trẻ tuổi đánh một phát. Quả nhiên, quyền lực mới là xuân dược mạnh nhất của nam nhân. Ngu ngốc, trương mạch tiện tay đánh ra một trường, kiếm quang dương động, đầu của đinh xương nhất thời bị chém xuống, thình thịch, tiên huyết phóng lên cao. Đầu của Đinh Sương lăn vài vòng trên mặt đất, dừng lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đến chết cũng không có minh bạch vì sao Trương Mạch sẽ xuất thủ với hắn. Bọn họ không phải là đồng minh sao, bọn họ không phải là muốn cộng đồng thống trị Đại Lăng Triều sao. Đinh Bình không hề có vẻ đồng tình, người này phản bội Lăng Hàn, hắn không có tự tay chém giết đã là nhân từ. Hắn lắc đầu nói, thất tổ ra, người này là bảo hổ lột ra, bọn họ chỉ muốn lợi dụng các ngươi dẫn ta trở về mà thôi. Trong mắt Đinh Sương hiện lên một tia sắc thái cuối cùng, tiếp đó đột một biến mất. Hắn nguyên bản có thể bình an vượt qua 200 năm, thậm chí bởi vì Đinh Bình, hắn còn có thể đạt đến hóa thần cảnh, thiên nhân cảnh, dù sao đây là thần giới, bảo dược cho phàm nhân tu luyện cũng không thiếu. Nhưng hắn tham luyến quyền lực, thậm chí vượt xa năng lực cực hạn của hắn, cái giá chính là công dã tràng, còn phải bỏ ra tánh mạng. Ngươi là thúc thủ chịu trói, hay do ta xuất thủ? Trương Mạch thản nhiên nói, hắn là thiên tài, ở trước khi Lăng Hàn khai thiên liền đạt tới phá hư cảnh, mà ở thần giới gần 2 năm nay, bởi vì linh khí dư thừa, hơn nữa ngũ tông tổng có chút nội tình, tu vi của hắn đã đạt đến phá hư tầng 9, chiến lực thẳng tiến 15 tinh. Đây cũng không phải là cực hạn của hắn, bởi vậy hắn không có đi trùng kích sơn hà cảnh, mà tiếp tục tích lũy, muốn trùng kích chiến lực 20 tinh. Chiến lực phá hư 15 tinh còn chưa đủ như bức sao. Đinh Bình cười ha ha nói, ai mạnh ai yếu, vậy cũng phải đánh nhau mới biết được. Ha ha, tình báo có sai lầm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền bước vào phá hư cảnh." Trương Mạch cười nói, "Cái này cùng sư phụ ngươi có chút giống, tu vi tinh tiến mau đến người căm tức, thật muốn hiện tại liền giết ngươi, miễn cho lại sinh một mối hỏa. Nếu có thể giết lang Hàn từ trong trứng nước mà nói, như vậy hiện tại Hàng Thiên Đại Lục chắc còn ở tiểu thế giới, đợi Ngũ Tông xuất thủ, luyện một giới này thành đan. Mà bọn họ cũng có thể không lâu sau tiến nhập thần giới, không phải là hợp Ninh Tinh, mà là tổ địa của Ngũ Tông." ở chỗ này bọn họ không được một chút xíu tài nguyên của thần giới quả thực như sinh hoạt trên phế thổ để cho bọn họ hít thở không thông để cho bọn họ tuyệt vọng bởi vậy sau hai năm nhẫn nhục bọn họ quyết định khởi xướng một kích trí mạng để đại lăng triều đổi chủ nhân trước lập đinh bình làm khôi lỗi sau đó lại phế bỏ mà một ngày nào đó bọn họ sẽ bắt được liên lạc với bổn tông ở thần giới trở về tổ địa người có thể thử xem đinh bình siết tay từ khi hắn tiến vào phá hư cảnh vẫn không có thể giao thủ với võ giả cùng giai, Tuy Lăng Hàn cũng từng áp chế tu vi đánh với hắn, nhưng sư phụ biến thái của hắn căn bản là phi nhân loại, đánh cho hắn chỉ có thể tuyệt vọng. Chương 1124, ngũ tông tái hiện. Ha ha, ngay cả tự tin cũng giống sư phụ ngươi, làm ta càng thêm căm tức. Trương Mạch cười lạnh, hắn giơ tay lên, xoát xoát xoát, mấy đạo kiếm quang quét tới đinh bình. Hắn được xưng tiểu kiếm đế, ở trên kiếm đạo tự nhiên có ngộ tính kinh người giở tay nhấc chân trong lúc đó đều là kiếm ý. Đinh Bình không sợ, hai tay siết chặt, hét lớn một tiếng oanh ra. Thình thịch, lực lượng cường đại nén lại, tạo thành một tấm chắn, kiếm quang quét qua, nhưng bị xanh xanh mai một. Hả, Trương Mạch lộ ra chút ngạc nhiên, chiến lực của đối phương mạnh đến nổi có chút ngoài dự liệu. Rõ ràng chỉ là phá hư tầng 3, tại sao mạnh như vậy? Ta còn kém sư phụ, nhưng trấn áp ngươi lại không có vấn đề. Đinh Bình lắc cổ, ba ba ba, trong cơ thể hắn truyền ra tiếng vang khớp xương bạo động. Tuy không thể học được bất diệt thiên kinh, nhưng hắn được truyền cửu long phách thể thuật, lúc này mới có thể để hắn ở phá hư tầng 3, lực lượng liền có thể so với tầng 9, chiến lực bộc phát ra thì càng thêm đáng sợ. Trương Mạch giận dữ, trước đây hắn cùng Lăng Hàn là một bối phận, thậm chí hắn từng có thể áp chế Lăng Hàn. Nhưng bây giờ đệ tử của đối phương cư nhiên cũng dám nói, chân áp hắn không thành vấn đề. Dựa vào, quá kiêu ngạo, hắn rút kiếm nói thiếu niên người thật ngông cuồng không phải cuồng mà là tự tin thần thái của đinh bình phi dương đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng không thể khiếp đảm này là lý niệm lăng hàn dạy cho hắn dĩ nhiên không khiếp đảm và chịu chết là hai việc khác nhau biết không địch lại phải nghĩ biện pháp thoát thân còn sống mới có khả năng lật bàn thật làm cho người căm tức a à. trương mạch hừ một tiếng trường kiếm xuất khích hắn không hề cố kỵ không quản nơi này là đinh ra hay chỗ nào kiếm quang lóng lánh dương động kiếm quang dài đến trăm trượng nhất thời tạo thành đại phá hư. Đinh Minh hét lớn nói, ra ngoài đánh một trận, nếu đổi lại là ở tiểu thế giới tự nhiên có thể lên trời chiến đấu, nhưng bây giờ chỉ có thể đi ra ngoài. Lòng dạ đàn bà, Trương Mạch không thèm để ý, ở trong mắt hắn, những người này vẫn là con kiến hôi của tiểu thế giới, vốn là dùng để luyện thành nhất giới đan, hiện tại một chút ý nghĩa cũng không có, vậy hắn càng không để ý. Oanh, kiếm quang quét ngang, phòng ốc hủy diệt, sinh linh chết hết, này là lực lượng nghiền ép chết tiệt đinh bình giống giận chiến lược toàn bộ khai hỏa công về phía đối phương ngăn cản đối phương tàn sát đinh bình chiến trương mạch ở trên cảnh giới đinh bình kém 6 tầng nhưng hắn sử dụng các loại thủ đoạn chiến lược lại không thua trương mạch thậm chí bởi vì thể lực kéo dài không dứt quốc thế vô tận hắn còn có thể kiên trì lâu hơn trương mạch hai người đại chiến rất nhanh thì đinh ra biến thành phế tích chỉ ít một phần ba tộc nhân bị dư ba chiến đấu gạt bỏ trương mạch càng đánh càng kinh hãi Hắn vốn tưởng rằng có thể dễ dàng bắt đinh bình, không nghĩ tới chiến lược của đối phương mạnh như vậy, còn đánh tiếp như thế hắn thậm chí sẽ thua. Điều này làm cho hắn phát điên, đánh không lại Lăng Hàn còn chưa tính, dù sao tên kia là biến thái, ngay cả sư phụ hắn, sư phụ của sư phụ hắn, thậm chí thiên kiêu của thần giới đến cũng không thể làm gì. Nhưng bây giờ ngay cả đồ đệ của đối phương cũng cường đại như vậy, điều này để hắn làm sao chịu nổi. Ha ha, thực sự là không ngờ, không chỉ Lăng Hàn yêu nghiệt ngay cả đồ đệ hắn thu cũng không thể khinh thường một cô gái xinh đẹp từ trên trời giáng xuống phía sau nàng có hai cánh chim nhẹ nhàng chấn động để cho nàng có thể phi hành ở trên trời ở tiểu thế giới hai cái cánh này không có chút tác dụng dù sao chỉ cần nhảy vào sinh hoa cảnh là có thể phi hành nhưng ở thần giới liền không giống nhau tinh thần cảnh mới có thể hiểu thiên địa bí mật ngao du trên trời cao hợp ninh tinh có bao nhiêu tinh thần cảnh bởi vậy ở thần giới có cánh Vậy ít nhất có thể sớm hơn người khác mấy triệu năm, thực hiện được mộng tưởng bay trên trời. Đông Linh Nhi, cao đồ của Vân Phượng Tông, hừ, nói mát cái gì chứ, nhanh trợ giúp ta trấn áp người này. Trương Mạch bất mãn nói, trước không phải có người tràn đầy tự tin, nói không cần giúp đỡ sao. Đông Linh Nhi cười nói, chiến lược của nàng không kém Trương Mạch, hơn nữa còn có năng lực phi hành, tự nhiên không sợ bị Đinh Bình đào tẩu. Phế thoại, nếu không một mình ngươi thử xem, Trương Mạch hừ một tiếng trình độ biến thái của tiểu tử này gần như không kém gì lăng hàn trước đây một thân quái lực đánh cho hắn cũng có chút không dám đón đỡ đêm dài nhiều mộng mau giải quyết tiểu tử này dù sao hoàng đô còn có mấy phá hư cảnh đông linh nhi không đấu khẩu nữa trực tiếp gia nhập chiến đấu phá hư cảnh cũng không quá sợ chỉ là lão long kia cần kiêng kỵ một chút trương mạch nói mấy vị trưởng bối đều đã bước vào thần cảnh dưới sự liên thủ lão long lại tính là gì đông linh nhi xuất thủ vô tình từng chiêu đều muốn phế bỏ Đinh Bình. Ngược lại, tạm thời bọn họ chỉ cần một khôi lỗi ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế, mà bản thân khôi lỗi có tu vi hay không, này tự nhiên là không có ảnh hưởng. Đinh Bình nghe vậy, trong lòng nghiêng trời lệch đất, hắn biết, đối phương là cố ý nói cho hắn nghe, mục đích là muốn tan dã ý chí chiến đấu của hắn. Bất quá, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, Lăng Hàn đột nhiên trở về, hơn nữa chỉ dùng hơn ba tháng liền tạo ra được bốn sơn hà cảnh. Hiện tại lực lượng thần cấp ở Hoàng Đô, là sắp tới 10 vị, hơn nữa chiến lực của Lăng Hàn, Tu La Ma Đế còn là Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn. Lấy cảnh giới tranh lệch lớn ở thần giới, một ngón tay của Lăng Hàn là có thể chấn áp toàn bộ. Chờ một chút, Đinh Bình thầm nói, nếu như hắn đào tẩu, đối phương có thể sinh lòng kiêng kỵ, kéo dài thời gian tiến công hay không? Sư phụ làm sao có thời giờ ở đây bồi những tiểu nhân vật này chơi đùa, hành trình của bọn họ là cả thần giới A. liền quyết định như vậy, Đinh Bình đột nhiên rút lui, chỉ thủ chứ không công nói ta nguyện ý hợp tác với các ngươi, nhưng các ngươi phải bảo chứng, không tổn thương ta, không phế tu vi của ta. Hả, Đông Linh Nhi cùng Trương Mạch liếc nhìn nhau, có chút kỳ quái. Vì sao tiểu tử này đột nhiên chịu thua? Là bởi vì biết bọn họ liên thủ công kích, không có khả năng may mắn tránh khỏi sao? Hắc hắc, là người tóm lại sợ chết, huống chi tiểu tử này chưa tới 20 tuổi, thiếu niên đắc ý, tự nhiên càng không hy vọng biến mất. Trương 1125, phản quân xuất động. Được, hai người đều gật đầu, ngược lại chỉ là một phá hư cảnh, chỉ cần mang về, có rất nhiều cường giả thần cấp có thể chấn áp, ở đây không như tiểu thế giới, cường giả thần cấp sẽ bị chế ước, thực lực không thể thi triển. Ở trước mặt lực lượng thần cấp, phá hư cảnh chính là đống cặn bả. Đinh Bình trầm mặc ít nói, theo chân bọn họ rời đi, mà hai người đông linh nhi cũng không có mạnh mẽ chế trụ hắn, song phương đều biểu hiện ra một ít thành ý. Bọn họ một đường trèo non lội suối, tiến nhập một thành thị náo nhiệt, bản doanh của ngũ tông ở đây. Quả nhiên, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, trước bọn người Vũ Hoàng chỉ ở Sơn Giã, trong biển rộng tìm kiếm dư nghiệt của Ngũ Tông, ai có thể nghĩ tới bọn họ cư nhiên thoải mái sinh hoạt ở trong phố xá sầm uất như vậy. Ở dưới sự hướng dẫn của hai người Đông Linh Nhi, bọn họ tiến nhập một tòa phủ đệ, rất lớn, bên trong còn có một cái hồ thiên nhiên, sóng gợn lăn tăn, hoàn cảnh phi thường yêu mỹ. Thức thời mới là Tuấn Kiệt, kiếm vương xuất hiện, nhưng lúc này hắn đã bước vào sơn hà cảnh, không có tận lực thu liếm khí thế, phát ra kiếm ý như thực chất ở quanh thân hắn tạo thành một vòng kiếm ảnh tùy tiện bay ra một thanh cũng có thể giết phá hư cảnh hắn đã nghe hai người Đông Linh Nhi nói tình huống lúc đó cũng không có hoài nghi dù sao mới qua hai năm Lăng hẳn tuyệt đối không thể phản hồi mà lực lượng của Hoàng Đô cũng sẽ không có để thăng rõ ràng tương phản vạn năm qua ngũ Tông dùng thời gian nguyên dịch phong ấn bao nhiêu người hiện tại tiến vào thần giới có ít nhất một phần 10 người đột phá hiện tại số lượng cường giả thần cấp của bọn họ gần như bốn người này là một cổ lực lượng quét ngang, kiên kỵ duy nhất là hách liên thiên vân, lão long kia thập phần yêu nghiệt, lại bước vào sơn hà cảnh, chiến lực khẳng định kinh người. Nói hết tình huống người biết ra, kiếm vương nói, hắn muốn tận khả năng lý giải tình huống của hách liên thiên vân, mới có thể định ra đối sách hoàn mỹ. Đinh Bình không có nửa điểm giấu giếm, nói ra tư liệu hơn 3 tháng trước của hách liên thiên vân, để cho kiếm vương cũng có chút giật mình, người nhà, cũng quá không có cốt khí đi, chúng ta còn không có nghiêm hình bức cung, người liền khai hết. Ngũ Tông cũng nắm giữ một ít tư liệu của Hách Liên Thiên Vân, lấy ra đối chiếu lời khai của Đinh Bình, phát hiện Đinh Bình hoàn toàn không có nói sai. Bọn họ tin tình báo của Đinh Bình, cho rằng Đinh Bình tuổi còn quá trẻ, nên rất sợ chết. Đinh Bình phối hợp như vậy, bọn họ cũng không có làm khó hắn, nói không chừng ngày sau có thể thu hắn làm một con chó, dù sao cũng là phá hư cảnh A. Bọn họ thương định, 10 ngày sau tiến công Hoàng Đô. Nửa năm qua, bọn họ đã sâu chuỗi trao đổi với rất nhiều thế lực, Thiếu chỉ là một kích tối hậu mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 10 ngày đi qua, Đinh Bình Đàng Hoàng mang chúng nhân xuất phát, mở cửa thành, đại môn hoàng cung, lặng yên tiến nhập hoàng cung, mà rất nhiều thế lực cũng hiện lên, gia nhập đại quân đoạt quyền. Dù sao, thống trị một quốc gia cũng không phải hơn 10, mấy trăm người có thể làm được. Đội ngũ rất nhanh hội tụ thành quy mô mấy nghìn người, cực kỳ hùng hổ. Ngũ tông vọt vào hoàng cung, thủ vệ thậm chí ngay cả chống lại cũng không dám, một đường triệt về phía sau. Điều này làm cho phe công kích đều dương dương đắc ý, bọn họ quá cường đại, làm người sợ hãi a. À. Tuy các cường giả ngũ tông không tin lực lượng của Hoàng Cung yếu đuối như vậy, nhưng bọn hắn không thèm để ý, dù sao lúc này đây bọn họ xuất động lượng lực cường đại nhất, cường giả thần cấp đạt hơn 37 vị. Hách liên thiên vân thì như thế nào, bọn họ xuất động 30 người tổng có thể diệt được đi, 7 người khác liền có thể quét ngang. Nếu không phải thống trị một quốc gia tuyệt không phải vài người là có thể làm được, bọn họ căn bản không cần những thế lực này hiệp trợ, ngay cả phá hư cảnh cũng không có một bên thế không thể đỡ một bên thì quân lính tan giã đinh bình tự nhiên biết này là lăng hàn đang phối hợp mình muốn một lưới bắt hết lần này tuyệt không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào không bao lâu đại quân đẩy mạnh đến chỗ sâu trong hoàng cung đến trước chính hòa điện này là trung tâm của hoàng cung điện nghị sự đồ đằng đứng ở trên điện này điện này là tượng trưng quyền lực của đại lăng triều một khi thất thủ mà nói đối với đất nước là đả kích cực kỳ to lớn nên coi như dẫn xà xuất động, đến nơi này cũng không thể lui nữa. Đám người phong phá vân, vũ hoàng, mộ dung thanh, hách liên thiên vân xuất hiện, đứng ở phía trước nhất, mà thủ vệ trong cung thì đứng ở phía sau bốn người, rút đao, lộ ra quyết tuyệt không tiếc tử chiến. Hắc hắc, một đám gà đất chó cảnh, một lão nhân vật của ngũ tông nói, hắn gọi tư đồ kiếm, bị phong ấn mấy nghìn năm, ngay cả lúc mã đa bảo đánh ngũ tông, hắn cũng không có bị tỉnh lại, bởi vì nhiều người cũng không có trôn ở trong ngũ tông hắn đến thần giới mới bị tỉnh lại, bởi vậy tự nhiên không biết lăng hàn cường đại, chỉ cảm thấy hậu bối của mình quá phế vật, ngay cả con kiến hôi cũng không giải quyết được. Thổ cầu, nói cái gì đó, hách liên thiên vân quát to, trong mọi người miệng hắn là độc nhất. Ha ha, chân long hậu duệ thì như thế nào, chiến lược tối đa tứ tinh, chẳng lẽ còn có thể trở thành thiên tài ngũ tinh trong truyền thuyết. Tư đồ kiếm phất phất tay, dựa theo kế hoạch, trước chân áp nghiệt long này, chân long huyết mạch A, đây chính là vật đại bổ. Lập tức, có 29 người tiến lên trước vài bước, đứng chung với tư đồ kiếm, bọn họ tự nhiên đã sớm định ra sách lược, do người nào đi đối phó hách liên thiên vân. Sách sách sách, 30 sơn hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Hách liên thiên vân hắc hắc cười lạnh, bất quá, các người đoán sai một điểm, bởi vì cao thủ thần cấp bên chúng ta không chỉ có bản tỏa. Phong phá vân, vũ hoàng, mộ dung thanh, thạch linh đồng thời đi về phía trước một bước, không áp chế khí tức nữa, uy áp đặc biệt của thần linh trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Cái gì, ngũ tông cùng bọn chó săn đều kinh hô, làm sao đại lăng triều lại đột nhiên nhiều thêm bốn cường giả thần cấp. Này đã làm rối loạn kế hoạch của bọn họ, hư, những người các ngươi, đại lăng triều có chỗ nào có lỗi với các ngươi. Vũ Hoàng chất vấn, trước đây nếu không có tứ đệ khai thiên, các ngươi đều chỉ có thể ở lại tiểu thế giới chờ chết, bị luyện hóa thành nhất giới đan. Nhưng bây giờ, các ngươi lại lăn lộn với Ngô tông, thật là thông minh a. À. Chương 1126, một quyền đánh bể. Bị hắn hỏi như vậy, không ít người đều lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng cũng có người cười lạnh. Thức thời mới là Tuấn Kiệt, Lăng Hàn bị bắt làm con tin, Đại Lăng Triều chỉ có một cường giả thần cấp. Được rồi, hiện tại biến thành năm, nhưng so với Ngô Tông, số lượng này cũng không phải một cấp bậc. Vậy ngươi nói, cùng chết với Đại Lăng Triều, hay cùng Ngô Tông cộng hưởng phú quý? Nơi này chính là thần giới. Bọn họ không cần lo lắng bị người luyện thành nhất giới đan, cũng sẽ không có xung đột trên căn bản với ngũ tông, vậy dĩ nhiên có không gian hợp tác. Có điểm không ngờ, bất quá các ngươi vừa tiến vào thần cảnh, hắc hắc, lại ra năm thần cảnh là đủ rồi. Tuy tư đồ kiếm lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại. Hắn cũng không phải người mạnh nhất trong ngô tông, nhưng tư cách già nhất, bởi vậy trở thành chỉ huy của đoàn người. Các ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu người như vậy sao? Ánh mắt của Vũ Hoàng đảo qua, hắn đã sớm tra ra Hoàng Đô bình tĩnh ẩn giấu sóng dữ, mà bây giờ xuất hiện thế lực phản loạn cũng nằm trong dự liệu của hắn thậm chí có mấy nhà trước ẩn giấu tốt, không có lộ ra chân ngựa. Bất quá, chỉ có bấy nhiêu như vậy sao? Đối phó chút quân ô hợp các ngươi, dư giả, tư đồ kiếm cười lạnh, nhưng trước đó, giết một cái không nghe lời đã. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đinh Bình, Đại Lăng Triều còn có bốn cường giả thần cấp, nhưng Đinh Bình không hé lộ, điều này hiển nhiên là đang cố ý lừa dối bọn họ. Giết, vừa khéo tế cờ, tư đồ kiếm lạnh lùng nói, hắn là phái cấp tiến, cho rằng tiêu diệt đám người Vũ Hoàng xong, trực tiếp đổi vương kỳ là được, căn bản không cần lập khôi lỗi gì đến quá độ. Bất quá, hắn dù sao chỉ là một trong các chỉ huy, vẫn không thể quyết định tất cả. Nhưng bây giờ Đinh Bình lừa bọn họ, vừa khéo cho hắn cớ xuất thủ. Thình thịch, Đinh Bình bị ném ra, tuy chiến lực của hắn cường đại, nhưng ở trước mặt lực lượng thần cấp là không có sức đánh trả chút nào. Quỳ xuống, tư đồ kiếm lạnh lùng nói, hắn muốn trảm thủ Đinh Bình ở trước mặt mọi người. Phi, Đinh Bình phun một ngụm nước bọt, không sợ chút nào bản tọa bảo ngươi quỳ xuống tư đồ kiếm cất cao giọng ánh mắt lành lạnh phóng xuất ra khí thế thần linh đánh tới tâm linh của đinh bình để hắn thần phục ha hả ngươi đang uy hiếp đồ đệ của ta sao thanh âm của lang hàn vang lên di ừ nha đám người kiếm vương thanh phượng thần hậu lộ ra vẻ kinh sợ bọn họ chính là ăn vị đắng từ lang hàn đối với thanh âm của hắn vô cùng quen thuộc nhất thời có một loại cảm giác ra đầu tê dại ai tư đồ kiếm nhìn lại lớn tiếng quát hỏi Lăng Hàn đi ra, trên mặt mang dáng tươi cười nhàn nhạt. nhạt. "Ngươi là người phương nào?" Tư đồ kiếm lại hỏi. Lăng Hàn, đám thế hệ trước như Kiếm Vương, thế hệ trẻ như Trương Mạch, ai cũng kinh hô, bọn họ đều sinh ra bóng ma trong lòng với Lăng Hàn, vừa nghe thấy thanh âm cũng đã ra đầu tê dại, hiện tại thì trực tiếp run rẩy. Có thể làm cho thần cảnh, phá hư cảnh sợ đến như vậy, có thể thấy Lăng Hàn ảnh hưởng bọn họ ra sao. "Ngươi chính là Lăng Hàn?" Tư đồ kiếm nhìn về phía Lăng Hàn, hắn không có trải qua thời đại Lăng Hàn tự nhiên không biết lăng hàn cường đại, cũng không thể tưởng tượng. ba Bóng người chấp động, một quyền oanh qua, đầu của tư đồ kiếm nhất thời nở hoa, biến thành một cổ thi thể không đầu. Toàn trường, một mảnh tĩnh mịch, tuy tư đồ kiếm không phải thần linh cường đại nhất trong mô tông, nhưng yếu như thế nào đi nữa hắn cũng là một thần linh A. Cư nhiên bị một quyền đánh bể đầu, tê, đua gì thế, lăng hàn thu hồi nắm tay, nhoẻn miệng cười, người đều đến đủ, liền thanh toán một lần đi, lăng hàn đã trở về, hơn nữa, cường thế không gì sánh được. Người của ngũ tông sớm bị lăng hàn ám ảnh, thấy hắn hiện thân ra đầu cũng đã tê dại, thân thể run rẩy, mà tư đồ kiếm càng bị một quyền bể đầu, để cho bọn họ hàn khí sinh sôi, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Lăng hàn, kiếm vương đứng ra, tuy hắn ở ngũ tông chỉ là nhân tài mới xuất hiện, nhưng thực lực thật bất phàm, kiếm tu vốn lấy lực công kích cường đại xương danh, chiến lực của hắn tuyệt đối có thể đứng vào trước 10 thậm chí trước năm. ba Thân hình lăng hàn lao ra, nắm tay oanh tới, kiếm vương cũng bị đánh bể đầu. T, một lời không hợp liền sát nhân, thật tàn bạo. Lăng Hàn, người thật quá mức, phải biết rằng, tổ địa của chúng ta có cường giả nhật nguyệt cảnh. Đoạn thiên đao lạnh lùng nói, ba, những lời này vừa nói xong, hắn cũng bị bể đầu. Diệt liền ba người, đều là một quyền đánh giết, không ướt át bẩn thỉu không hề thương hại chút nào, này là sát phạt quả đoán ra sao. Người của ngũ tông đều sợ, bọn họ căn bản không có thấy rõ ba người tư đồ kiếm chết như thế nào, chỉ thấy bóng người nhoáng lên, một người tiếc một người chết đi, này nến thả ở trên người bọn họ cũng tuyệt đối đỡ không được, tránh không được. Thật đáng sợ, đám thế hệ trẻ như Trương Mạch đều lạnh run, mới đi qua hai năm mà thôi, Lăng Hàn đã kinh khủng tới trình độ bực nào. Ngươi, ngươi bây giờ là tu vi gì? Vẻ mặt của thanh phượng thần hậu khổ sắp hỏi thăm, ha ha, tiến bộ quá nhỏ, nói ra cũng có chút ngượng ngùng. Lăng Hàn mỉm cười, sơn hà cảnh đại cực vị, vừa tiến vào sơ kỳ mà thôi phốc, tất cả mọi người phun ra, người đây là đang trang bức, nhất định. Hai năm trước vừa mới khai thiên, mọi người đều từ phá hư tầng 9 khởi bước, nhưng người ngũ tông tốt xấu gì cũng có công pháp của thần giới trong tay, lúc này mới có 37 người đột phá thần cảnh. Nhưng lang hàn thì sao? Thực sự là không chỗ nương tựa A, còn bị nắm đi làm con tin, người xác định thực là đi làm con tin, mà không phải làm phò mã ra sao. Chạy, không biết là ai gọi trước, nhất thời, mọi người làm chim thú tán. Người của ngũ tông quá rõ thần linh cường đại, cũng biết thần linh mỗi kém một tiểu cảnh giới nhỏ là cách biệt một trời, nên thiên tài nhất tinh cũng rất đáng khen. Nhưng Lăng Hàn hiện tại cư nhiên bước vào đại cực vị, này là nghiền ép tuyệt đối, đừng nói bọn họ chỉ có 37 người, dù 370 người cũng bị toàn diệt. Đánh cọng lông A, chịu chết mà thôi. Giết, phương diện đại lăng triều thì sĩ khí sôi trào, chúng nhân tới tấp xuất thủ, nhất là đám cường giả thần cấp như Vũ Hoàng, bọn họ vừa nhảy vào cảnh giới này, đang vô cùng ngứa tay đi, thanh phượng thần hậu nắm lên Đông Linh Nhi, phía sau mở một đôi cánh chim, nàng và Đông Linh Nhi đều có huyết mạch đặc thù, ở sơn hà cảnh liền có thể phi hành, chiếm đại tiện nghi. chương 1127, Bình Loạn, Vũ Hoàng đánh ra một nộ quyền, tuy để thanh phượng thần hậu có chút chật vật mới miễn cưỡng nhận xuống, nhưng dù sao vẫn có thể bay lên bầu trời. Lần này, ai còn có thể ngăn cản các nàng rời đi? Lang Hàn, người chờ, chỉ cần ta tìm được đường trở lại, chính là lúc cường giả ngũ tông ta lấy tính mệnh của ngươi. Thanh Phượng thần hậu lớn tiếng nói, nàng biết hơn 30 cường giả thần cấp này ở trước mặt đại cực vị căn bản không đủ xem, đây không phải là một trận chiến đấu, mà là đơn phương tàn sát. Lăng Hàn lắc đầu nói, xem ở mặt mũi của nàng, vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, nhưng ngươi như vậy là tự mình muốn chết. Hắn lấy thân làm cung, mở diệt long tinh thần tiễn. Hưu, tiễn quang hóa thành một đạo lưu quang, bắn nhanh đi. Hắn bây giờ là tu vi bực nào? dù không dùng cung tiến chân chính, không dùng tới trung cực nhất tiến, uy lực của diệt long tinh thần tiến cũng tới ngũ tinh, chỉ là tiểu cực vị sơ kỳ ngăn cản được chiến lược của đại viên mãn trung kỳ sao? Phốc, tiến quang di động thanh phượng thần hậu cùng đông linh nhi kêu lên thảm thiết bị nhất tiến song điêu đều xuyên thủng trái tim, ánh mắt của hai thầy trò mất đi thần thái, dung nhan tuyệt sắc ảm đạm không ánh sáng từ trên bầu trời rơi xuống, lang hàn không hề thương tiếc, nếu là địch nhân, vậy nam nhân, nữ nhân có gì khác nhau chứ? có hắn và tu Lama đế tỏa chấn, ngũ tông ở số lượng cường giả chiếm ưu thì như thế nào, vẫn chỉ có phần bị tàn sát. Hơn nữa, tuy đám người vũ hoàng vừa đột phá, nhưng ngộ đạo dưới luân hồi thụ, ai không có vài thập niên thể ngộ. Hơn nữa, bọn họ còn được tài nguyên của lăng hàn duy trì, ở phá hư cảnh vu đến gần như hoàn mỹ, ngay cả mộ dung thanh cũng có chiến lược tứ tinh, vũ hoàng càng đạt tới ngũ tinh. Kỳ thực không cần lăng hàn xuất thủ, chỉ ba gã huynh trưởng của hắn là có thể quét ngang gần nửa canh giờ, cường giả của Ngũ tông liền bị tàn sát tận. Không chỉ thần cấp, cao thủ phá hư cảnh dĩ nhiên cũng tới, đều bị giết chết. Bệ hạ tham mạng, thế lực phản loạn còn lại đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trình tự của bọn họ quá thấp, ngay cả phá hư cảnh cũng không có, ở trong dạng chiến đấu này không có chút tác dụng nào, một cái uy áp liền trực tiếp nằm trên đất. Ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn cư nhiên sẽ vào lúc này xuất hiện, cường đại như thiên thần. Này để cho bọn họ nghĩ tới Lăng Hàn trước đây khai thiên một người chống thương thiên, khai phá càn khôn, thần uy không gì sánh được. Bọn họ lại muốn phản người như vậy, dựa vào, trước đây đầu bị lừa đá sao? Bắt lại, ngọ môn sử tử, Lăng Hàn lạnh lùng nói, có chút giới hạn là không thể vượt qua, bằng không dùng cái gì chỉ quốc, dùng cái gì để kẻ dưới phục tùng. Ánh mắt của hắn đảo qua, tu vi của đám người kia toàn bộ bị phế, vệ sĩ như lang như hổ sông tới, bắt hết đám phản nghịch, mỗi một người đều cố ý quyền đấm cước đá. Đám vệ binh này dĩ nhiên hận chết loại phản nghịch, lăng hàn vì hàng thiên đại lục làm bao nhiêu sự tình, các ngươi lại dám nhân lúc hắn đi làm con tin phản loạn. Dựa vào, thật muốn hiện liền giết chết đám súc sinh này. Lăng hàn trải qua đồ đằng truyền lời, tuyên cáo hắn trở về, cũng nói đến trận phản loạn này, thanh âm rầm rầm truyền khắp đại lăng triều. Ngô Hoàng Vạn Tuế, bệ hạ đã trở về, triều dân đều hoan hô không ngớt, dân chúng bình thường rất thực tại, bọn họ không quan tâm ai làm hoàng đế, chỉ cần mình sống tốt, đó chính là hoàng đế tốt. Lăng Hàn để bọn họ thoát khỏi vận mệnh trở thành nhất giới đan, này là ân cứu mạng. Dẫn bọn hắn đi tới thần giới, linh khí dư thừa, tuy không phải mỗi người đều biết tu luyện, nhưng ở trong dạng hoàn cảnh này, không chỉ bách bệnh không sinh, hơn nữa thọ nguyên còn có thể kéo dài, chỉ ít sống trăm tuổi là không thành vấn đề, đây cũng là đại ân. Hoàng đế tốt như vậy, ai không kính yêu, lại còn chạy ra súc sinh không có lương tâm muốn đoạt quyền. Ta phi, rất nhiều người đều mang trứng gà, quả táo, quả cam, muốn đi ngọ môn xem hành hình, còn phải ném mặt của bọn họ để cho bọn họ mang tiếng xấu muôn đời. Lăng Hàn triệu đám lão hiếu nhạc khai vũ, tiễn vô dụng. Hồ Phong Nguyệt vào hoàng cung, trước hắn không muốn tiết lộ bí mật mình trở về, bởi vậy không có gặp các lão bằng hiếu. Hiện tại giải quyết xong muôn tông, hắn tự nhiên phải hội tụ với những người này. Hắn lại bắt đầu đưa đan dược. Một quốc gia cường đại, không có khả năng chỉ dựa vào vài người khởi động. Bọn người Lăng Hàn. Hoàng Vũ đều trí ở bốn phương, nhất là Lăng Hàn, còn có sứ mệnh tìm côn bằng cung, ngũ tông tổ địa, đâu thể nào vĩnh viễn ở lại hợp ninh tinh. Bởi vậy, bọn họ phải cố gắng bồi dưỡng người nối nghiệp, hắn mang hàng thiên đại lục lên đây, tự nhiên có nghĩa vụ cho nó một tương lai tốt. Ở dưới sự trợ giúp vô tư của Lăng Hàn, tất cả mọi người đều tiến bộ như bay. Để cho Lăng Hàn chờ mong nhất là Trầm Trung Thành, Hiên Viên Tử Quang, Văn Nhất Kiếm, Trầm Trung Thành cùng Văn Nhất Kiếm đều có thiên phú võ đạo kinh người, mà khí vận nghịch thiên của hiên viên tử quang ở thần giới cũng không tiêu thất, hắn liên tục lấy được thiên tài địa bảo, lại là người thứ nhất trong chúng nhân đạt đến phá hư cảnh. Những người này tự nhiên sớm không còn tâm tư cạnh tranh với Lăng Hàn, chỉ nỗ lực tu luyện, để Đại Lăng Triều phát triển thành thế lực số một số 2 của thần giới. Lăng Hàn cũng không có bạc đãi bọn hắn, có thể nói, trừ luân hồi thụ, bọn họ hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất mà Lăng Hàn có thể. Chỉ là không có luân hồi thụ mộ đạo, trong bọn họ muốn ra một thần linh, Phòng trường ít nhất là chuyện 10 năm sau đó, đây là lý thuyết, trên trăm năm cũng rất bình thường, dù sao nội tình của bọn họ quá kém. Đám người tàn dạ, nhiễm Nguyên, Chu Vô Cửu, Nguyên Thừa Hòa. Bởi vì là thị vệ của Lăng Hàn, đãi ngộ dĩ nhiên tốt hơn rất nhiều, có thể ở dưới Luân Hồi Thụ tìm hiểu, dù cho thiên phú võ đạo của nhiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu đều không quá tốt, nhưng có câu nói, tìm hiểu ở dưới Luân Hồi Thụ, coi như là heo cũng có thể thu thành chân thần, bọn họ dù gì cũng mạnh hơn heo a. Đan sư hiệp hội sớm thành thế lực phụ thuộc hoàng gia, Lăng Hàn cũng không tàng tư, truyền thụ đại lượng kinh nghiệm cùng đan phương, tin tưởng chỉ cần nhóm đan sư này lớn lên, đại lăng triều phát triển có thể đi vào quỹ đạo mà không cần luôn dựa vào hắn. Chúng mỹ nữ Lâm Hương cần, văn nhân Thiên Thiên thì vừa vui mừng lại cô đơn, các nàng đã từng có cơ hội bắt lấy nam nhân kia, đáng tiếc bởi vì một số nguyên nhân mà bỏ lỡ. Chương 1128, Lẫm Thiên Tông. Hiện tại, các nàng chỉ có thể ngưỡng vọng lại một tháng sau, Lăng Hàn quyết định trở về Sích Thiên học viện. Lúc hắn đi cũng không có thông cáo học viện mình muốn đi đâu, nếu bị ám dạ đường, Sa Nguyên, Triệu Luân để mắt tới, phái ra một cường giả nhật nguyệt cảnh cũng đủ để tạo thành phiền toái cho hắn. Nhưng thời gian lâu dài, lấy những thế lực kia cường đại, nhất định có thể phát hiện tung tích của hắn. Đại Lăng Triều có lực lượng gì ngăn cản cường giả nhật nguyệt cảnh? Bởi vậy, bọn họ quyết định mau chóng phản hồi Sích Thiên học viện, bây giờ bọn hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng Lăng Hàn lại đắc tội nhiều cường địch lắm, phải tạm thời ẩn nhẫn. Đối với điểm này, bọn người Vũ Hoàng luôn chê cười Lăng Hàn. Tứ đệ, tuy thiên phú của ngươi nghịch thiên, nhưng bản lĩnh đắc tội người tựa hồ càng cường. Ngươi bây giờ mới chỉ là sơn hà cảnh đại cực vị, nhưng có ít nhất vài cường giả tinh thần cảnh muốn giết chết ngươi. Đối với điểm này, Lăng Hàn trả lời như vậy, không bị người đố kỵ là kẻ bình thường, điều này nói rõ ta quá ưu tú. Lăng Hàn giao quốc sự cho cậu Nhạc Trấn Sơn, ở dưới hắn rót dược, hiện tại tu vi của nhạc trấn sơn cũng bước vào phá hư cảnh mặc dù ở thần giới không tính là gì nhưng ở đại lăng quốc lại rất nhiều bức chỉ ít sau khi lấy ra quốc thế chiến lực của hắn thẳng tiến 15 tinh hắn thu chúng nhân vào trong hắc tháp tiếp đó cùng thủy nhạn ngọc điều khiển xuyên vân toa trở về chừng 10 ngày sau bọn họ hạ xuống ở ngoài điểm tinh thành tất cả mọi người ra hắc tháp tiếp đó đi đến cửa thành muốn ở lâu dài trong hoàng đô như vậy mỗi người phải có thân thận hợp pháp tự nhiên là phải đi chính đạo tiến hành đăng ký thân phận, thanh toán lệ phí, bọn họ vào thành. Bọn người Vũ Hoàng tạm thời giàn xếp ở trong tiệm thuốc, Lăng Hàn sẽ vận dụng lực lượng cùng quan hệ của hắn, nhét bọn người Vũ Hoàng vào xích thiên học viện. Hiện tại hắn đã coi như là nhân vật, chút chuyện này vẫn có khả năng hoàn thành. Tuy này có chút không hợp quy củ, nhưng đám người Vũ Hoàng cái nào không phải kỳ tài ngất trời, tiến vào xích thiên học viện là hai bên cùng có lợi. Cũng không có chờ Lăng Hàn vận tác, đã có một tin tức truyền đến. Lẫm Thiên Tông muốn thu đồ đệ. Lẫm Thiên Tông, đây là thế lực gì, muốn thu đệ tử cư nhiên có thể dẫn tới toàn thành sôi sùng sục. Lăng Hàn hỏi thăm một chút, mới biết được Lẫm Thiên Tông này thật đúng là không đơn giản. Hợp Ninh Tinh, Phi Vân Tinh, Quang Long Tinh, hơn 100 tinh cầu tạo thành một tinh hệ, trình tự võ đạo đều tương đương, lấy tinh thần cảnh vi tôn, thế nhưng, ở trên Phi Vân Tinh, lại có một vị cường giả hằng hà cảnh. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều thích danh lợi, quyền thế, vị cường giả hằng hà cảnh này xưng là tam nguyên thượng nhân, trước kia một mực chiến đấu ở bình chướng hai giới, thẳng đến mấy vạn năm trước mới trở lại. Hắn cũng không có thành lập đế triều, cường giả hằng hà cảnh thành lập quốc gia, có thể xưng đế triều, mà thành lập lẫm thiên tông, quảng thu môn nhân đệ tử, tôn chỉ là vì đối kháng minh giới bồi dưỡng nhân tài. Đây là một tông môn địa vị cao cả, tuy tam nguyên thượng nhân là cường giả hằng hà cảnh, nhưng không có giã tâm tranh phách, nên ai không muốn tiến vào tông môn này, thậm chí bái tam nguyên thượng nhân làm thầy, nghe đại đạo chân giải. Không nói cũng có thể bước vào hằng hà cảnh, nhưng hy vọng thành tinh thần cảnh hẳn là rất lớn. Vậy còn không đủ như bước, trước đó vài ngày, Lẫm Thiên Tông tới một vị sứ giả, phát sinh thông chi cho Tam Đại Hoàng Triều, Lẫm Thiên Tông sắp tân thu đồ đệ, đến lúc đó Tông Môn sẽ phái ra nhân viên tiến hành kiểm tra đối chiếu, đạt đến tiêu chuẩn liền có thể thu làm đệ tử, đi Lẫm Thiên Tông tìm hiểu đại đạo. Thời gian, liền ở một tháng sau, sau khi Lăng Hàn biết được, liền bỏ đi ý nghĩ để đám người Vũ Hoàng tiến vào Sích Thiên học viện. Tiến vào Lẫm Thiên Tông không phải tốt hơn sao? Hắn nói sự tình cho đám người Vũ Hoàng biết, mọi người đều biểu thị đồng ý. Hắc hắc, Tiểu Thanh Thanh, tư chất của ngươi, vị tất có thể tiến nhập Lẫm Thiên Tông a. À. Khách Liên Thiên Vân nhìn Mộ Dung Thanh cười nói, Mộ Dung Thanh hừ một tiếng, "Đừng quên, ta chính là dùng lực lượng phá hư 17 tinh đột phá, ngươi thì sao?" "Oa nha nha," Khách Liên Thiên Vân rít gào bản tọa là tổ huyết sôi trào, trực tiếp xông lên thần cảnh, nếu như để. Bản tọa tu luyện mấy năm, đừng nói 17 tinh, dù 20 tinh cũng không nói chơi. Đây chính là chỗ đau của hắn, ánh mắt của lăng hàn đảo qua, trừ ba vị huynh trưởng, khách liên thiên vân, đinh bình ra, lần này cùng hắn đi còn có biểu ca nhạc khai vũ, nhiễm nguyên, tàn dạ, nguyên thừa hòa, chu vô cửu, thạch linh thì bị lưu lại đại lăng triều chấn thủ, ngược lại chỉ cần lăng hàn thường thường đưa chút thạch đầu về nó vẫn có thể duy trì tốc độ tiến cảnh cực nhanh như cũ tiến vào xích thiên học viện mà nói trừ nghiễm nguyên cùng chu vô cửu những người khác tự nhiên hoàn toàn không có vấn đề nhưng lẫm thiên tông thì không biết tiêu chuẩn nhập tông hà khắc bao nhiêu lăng hàn tin tưởng hắn và vũ hoàng là hoàn toàn không có vấn đề nếu bọn hắn không có tư cách tiến vào lẫm thiên tông vậy tông kia thu không phải thiên tài mà là quái vật được rồi có thể đi vào lẫm thiên tông thì vào lẫm thiên tông không thể vào hắn lại nghĩ biện pháp đưa tới Xích Thiên học viện. Lang Hàn trở lại học viện, hắn chuẩn bị thỉnh giáo từ lão đầu một chút, nói không chừng đối phương biết sự tình của Lẫm Thiên Tông. Lang Sư huynh, Lang Sư huynh, một học sinh đẩy cửa viện của hắn, có chút thở không ra hơi. Xảy ra chuyện gì? Lang Hàn hỏi, người học sinh kia do dự một chút mới nói, vừa nãy ta đi ngang qua cửa lớn của Đông Phân viện, nhìn thấy một người bị người của Đông Phân viện chặn lại, hắn nói muốn gặp Lang Sư huynh. Gặp ta Lăng Hàn sờ cầm, đây là ai a, à, muốn gặp hắn lại chạy đi Đông phân viện, người nào không biết tứ đại phân viện như nước với lửa, người ở cửa Đông phân viện ồn ào muốn gặp Lăng Hàn, đây không phải đánh người bạt tai sao? Hiển nhiên, người này biết hắn ở Sích Thiên học viện, nhưng không rõ ràng tình huống cụ thể, mới sẽ tiến vào hang sói. Người kia có đặc thù gì không? Lăng Hàn hỏi, học sinh truyền tin suy nghĩ một chút mới nói, rất phổ thông, đúng rồi, trong ngực của hắn ôm một thanh kiếm. Ồ, Lăng Hàn ngẩn ra lẽ nào là Kim Chí Huy, truyền nhân của chú kiếm Sơn Trang? Hắn xác thực hẹn với Kim Chí Huy, nếu như đối phương đúc ra thần kiếm đệ nhất thiên hạ, thì sẽ tự mình đưa tới cho hắn. Lúc này mới chỉ đi qua một năm, đối phương liền hoàn thành. chương 1129, Kim Chí Huy đưa kiếm. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đi xem xem, cảm tạ, lang hàn chắp tay cảm tạ, vừa ném ra một bình thuốc. Người học sinh kia tiếp nhận, kéo nút lọ đổ ra một hạt đan dược màu bích lục, Nhất thời lộ ra vẻ kích động. Lăng sư huynh thực sự là đại thủ bút, báo cái tin liền thưởng một hạt thiên cơ đan. Lăng Hàn nhanh chân mà đi, hắn cũng lười dây dưa, trực tiếp tiến vào địa bàn của Đông Phân viện, bước về đại môn của Đông Phân viện. Học sinh của bốn phân viện mặc quần áo đều có đặc thù rõ ràng, bởi vậy, khi Lăng Hàn lẫm lẫm liệt liệt tiến vào địa bàn của Đông Phân viện, rất nhanh liền khiến học sinh của Đông Phân viện chú ý, dồn dập nhìn chăm chú tới. Nhưng bọn họ nhận ra Lăng Hàn là ai, không chỉ sức chiến đấu siêu cao, hiện tại càng là thất phẩm võ tướng của đế quốc thứ nhất không hẳn đánh thắng được thứ hai ai muốn đắc tội một thiên tài có tước vị trên người bởi vậy tất cả mọi người chỉ vây xem một đường đi theo phía sau lăng hàn đi đến cửa lớn thấy mục tiêu của lăng hàn nhắm thẳng cửa lớn rất nhiều học sinh đều là vẻ mặt quái lạ dựa vào người xông vào đông phân viện sẽ không phải chính là muốn đánh người chứ ta sát người cũng quá xem thường đông phân viện đi đây là trần trụi làm mất mặt a à. rất nhiều học sinh đều tức đến sôi lên tuy lăng hàn chẳng hề nói một câu không có đánh bất kỳ ai nhưng cái bà tai này lại vang vô cùng quá kiêu căng quá làm người tức giận tại sao có thể lớn lối như thế lăng hàn người quá mức rốt cục có học sinh thực lực mạnh mẽ xuất hiện cản lăng hàn lại hiện tại mọi người đều biết tu vi của lăng hàn là trung cực vị đỉnh cao sức chiến đấu thậm chí có thể vượt qua ngũ tinh vậy sức chiến đấu thực tế chính là đại viên mãn tiền kỳ muốn chặn lăng hàn nhất định phải nắm giữ chiến lực như vậy Người học sinh này chính là đại viên mãn tiền kỳ, gần như có thể vượt qua một tinh nữa, thực lực tương đối cường hãn. Lăng Hàn cười nhạt nói, không muốn đi vòng, mượn đường một chút mà thôi, đây chính là đông phân viện, người học sinh kia lớn tiếng quát lên, mặc kệ là đông phân viện hay bắc phân viện, đều là xích thiên học viện, ta tự nhiên nơi nào cũng có thể đi. Lăng Hàn nói, người học sinh kia lộ ra vẻ giữ tận nói, nếu hảo ngôn hảo ngữ không nghe, vậy chỉ có thể động võ hắn chủ động ra tay, công tới Lăng Hàn. Dựa theo quy định của học viện, học sinh cấp cao không thể chủ động ra tay với học sinh cấp thấp, nhưng ai bảo Lăng Hàn xông vào đông phân viện. Người xông vào trong nhà người ta, còn có thể hy vọng gia chủ không phản kích. Bởi vậy, hắn đánh Lăng Hàn thì đã làm sao, nói đến nơi nào cũng chiếm lý. Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng, chờ công kích của đối phương đánh tới, hắn đột nhiên ra tay, song chỉ như kiếm, mang theo một luồng kiếm ảnh. Khoái tự kiếm quyết, ngộ đạo dưới luân hồi thụ, trình độ khoái tử kiếm quyết của Lăng Hàn cũng đạt đến cấp độ rất sâu. Phải biết, từ ngày luân hồi thụ trưởng thành đến hiện tại đã qua hơn 4 tháng, hơn 120 ngày, vậy ngộ đạo ở dưới luân hồi thụ chính là hơn 120 năm, dù cho chiết khấu hơn nửa, nhưng 50 năm luôn có chứ. Lấy ngộ tính hiện tại của Lăng Hàn, ngộ kiếm 50 năm, vẫn còn không thể nắm giữ tinh ví của kiếm pháp sao. Phốc, trên ngực học sinh kia nhất thời bắn mạnh ra huyết hoa, bước chân của Lăng Hàn liên tục, tiếp tục đi về cửa. Cho đến lúc này, thân thể của người học sinh kia mới rơi xuống đất, trực tiếp ngất đi, cũng không biết là bị đánh ngất xỉu hay bị tức đến ngất. Quá mạnh mẽ, những học sinh khác đều ngơ ngác, vị sư huynh này là cao thủ Sơn Hà Cảnh đại viên mãn a, lại bị Lăng Hàn một chiêu đánh đổ, đây là thực lực khủng bố cỡ nào? Then chốt là, Lăng Hàn tiến vào học viện mới mấy năm, tuyệt đại bộ phận học sinh cùng giới còn đang trùng kích sức chiến đấu phá hư 20 tinh, nhưng hắn thì sao, sức chiến đấu đã bão tố đến Sơn Hà Cảnh đại viên mãn sức chiến đấu này chỉ ít cũng tương đương với đại viên mãn trung kỳ bằng không tuyệt đối không thể một chiêu miểu sát vị sư huynh kia nhất thời lại không người dám ra tay rồi dù sao cao thủ đại viên mãn sẽ không nhàn rỗi như vậy cả ngày đi dạo ở bên ngoài đều bế quan tu luyện a à. nhưng nếu như thật để lăng hàn mượn đường mà qua sau này đông phân viện còn có mặt mũi gặp người sao lập tức có người đi mời sư huynh sư tỷ của đại viên mãn bộ làm sao cũng phải đỡ được lăng hàn a à. rất nhanh cửa lớn đã trong tầm mắt Lăng Hàn đi tới, chỉ thấy quả nhiên có mười mấy học sinh vây quanh một người trẻ tuổi, nhưng trong tay hắn đã không có kiếm. Không phải Kim Chí Huy thì ai nữa? Trả kiếm cho ta, đưa cho ta, Kim Chí Huy lớn tiếng kêu lên. Bên học sinh kia, có một nam sinh mái tóc màu bạc, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, Kim Chí Huy đang hướng về hắn kêu gào. Dương Sư Huynh, thanh kiếm này như thế nào? Có học sinh hỏi, kha kha, gia hỏa kia nói khoác thanh kiếm này là thần kiếm đệ nhất thiên hạ, ta là làm sao cũng nhìn không ra, một học sinh nói, ha ha, thần kiếm đệ nhất thiên hạ, thực sự là cười chết người. Nam sinh tóc bạc cười to, hắn dơ dơ trường kiếm lên. Đây chỉ là thần thiết cấp 1 làm ra, tuy không nhìn ra là vật liệu gì, nhưng tuyệt đối là cấp 1. Hơn nữa, tuy phía trên vẽ một chút thần văn, nhưng không cách nào kích phát, ngay cả thần khí cấp 1 cũng không tính. Còn thần kiếm đệ nhất thiên hạ, về kiếm thì đúng hơn. Vẻ mặt của Kim Chí Huy giận dữ nói, đây là thần kiếm đệ nhất thiên hạ, người căn bản không hiểu nhanh đưa cho ta, ha ha, mặc dù là phế kiếm, nhưng rơi xuống trong tay ta, còn muốn lấy về. Đùa giỡn, nam sinh tóc bạc cười lạnh nói, hắn gọi Dương Sương, là một thiên tài trong đại viên mãn bộ của Đông Phân Viện. Nhấn hắn ngã trên mặt đất cho ta, lại dám ở trước mặt ta nhắc lên tên của Lăng Hàn, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vâng, vài tên học sinh lập tức xông lên, nhấn ngã kim chí huy ở trên mặt đất, ép hai đầu gối của hắn quỳ xuống đất, thậm chí ấn đầu của hắn lên đất. Thả ra ta, Trải lại kiếm cho ta." Kim Chí Huy hét lớn, Lăng Hàn lắc đầu, đối xử như thế với đệ tử của chú kiếm sơn trang, sau này có còn muốn tìm người ta đúc kiếm hay không? Hắn nhanh chân đi tới nói, "Kim huynh, đã lâu không gặp." Hắn nổi giận, Kim Chí Huy khẳng định là theo ước định đến đưa kiếm cho hắn, lại bị những người này nhục nhã, để hắn giận dữ. Lăng Hàn, nơi cửa, hết thầy học sinh đều bật thốt lên. Chương 1130, hả giận, ở Sích Thiên học viện, Lăng Hàn tuyệt đối là một truyền kỳ. Tiến vào học viện chỉ 2 năm, cũng đã là sơn hà cảnh trung cực vị, hơn nữa sức chiến đấu càng kinh người, có khả năng đạt đến thiên tài ngũ tinh trong truyền thuyết. Mà trải nghiệm của hắn càng thêm kinh người, nhiều lần so chiêu với con trai độc nhất của triệu đại tướng quân, lại còn chiếm được thượng phong, được nữ hoàng bệ hạ sắc phong làm thất phẩm võ tướng. Thất phẩm võ tướng trẻ tuổi như vậy, ở trong lịch sử đế quốc gần như không tồn tại. Đông phân viện thậm chí có rất nhiều học sinh đáng tiếc, nếu như Lăng Hàn có thể muộn 5 năm lại tiến vào sích thiên học viện, vậy không phải là kiêu ngạo của Đông Phân Viện sao? Lăng Hàn, ngươi lại dám chạy đến Đông Phân Viện của chúng ta. Dương Sương sững sờ, sau đó lập tức nhìn Lăng Hàn lạnh lùng quát. Lăng Hàn hơi nhướng mày nói, thả người, trả lại kiếm, lại nói những chuyện khác. Ha ha, đây thật là bằng hữu của ngươi. Dương Sương cười to, hắn một cước đạp ở trên mặt của Kim Chí Huy. Nếu như ta không thả thì sao? Hắn không sợ Lăng Hàn, bởi vì sức chiến đấu của hắn là đại viên mãn hậu kỳ, nếu như Lăng Hàn muốn động thủ với hắn, vậy tuyệt đối là tự dước lấy nhục. Trong ánh mắt của Lăng Hàn lướt qua một đạo hàn quang, nói. Ta sẽ chặt cái chân này của ngươi. Dương Sương cười lớn, thực sự là cười chết người. Lăng Hàn, có phải ngươi cảm giác mình quá tốt rồi, cho rằng trong học viện sẽ không có người áp chế được ngươi sao? Dương Sương cầm kiếm chỉ vào Lăng Hàn. Lăng Hàn không đáp, nhanh chân đi đến Dương Sương, sắc mặt của hắn âm trầm, lửa giận hóa thành thực chất, khiến người ta nghẹt thở. Đánh hắn cho ta, Dương Sương hét lớn, đùa giỡn, đây là ở Đông Phân viện nha. Tiến lên, học sinh của Đông Phân viện dồn dập vào tới, lại để Lăng Hàn một đường từ Bắc Phân viện nghênh ngang xông qua Đông Phân viện, đây vốn là một chuyện mất mặt, nếu để đối phương Bình An trở lại, vậy sau này học sinh của Đông Phân viện cũng không cần tu luyện, toàn bộ mua khối đậu hũ tự sát đi. Trong nháy mắt, mười mấy nắm đấm gần như cùng lúc đánh tới. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, phát động thần văn trọng lực, đùng 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 đùng, những người này căn bản không thể gần người lập tức bị trọng lực khủng bố đè ngã ở trên mặt đất. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, uy năng của thần văn trọng lực tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh, chỉ ít tuyệt không phải người dưới đại viên mãn có thể chống đỡ. Hắn một đường đi qua, người cũng ngã một chỗ, lại không có một người có thể tạo thành uy hiếp thực chất với hắn. Dương Sương cảm giác được một luồng bất an. Hiện tại hắn đã mặt đối mặt với Lăng Hàn, giữa hai người không tồn tại bất kỳ trở ngại nữa. Theo lý thuyết, sức chiến đấu của hắn chiếm ưu thế, không nên có cảm giác bất an a. À nhưng hiện tại lại có một cảm giác buồn bực để hắn bất an quy xuống xin lỗi kim huynh nếu kim huynh chịu tha thứ ngươi vậy xóa bỏ bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận lăng hàn uy nghiêm đáng sợ nói nói láo dương sương giận dữ thu chân về đá tới lăng hàn lăng hàn cũng ra chân oanh hai người đấu một chiêu dồn dập lui về phía sau dương sương ngơ ngác nói ngươi ngươi đột phá đại cực vị không chỉ như thế lực lượng của đối phương lại có thể ngang hàng hắn, để hắn chấn kinh đến tê cả ra đầu. Hắn là đại viên mãn trung kỳ, lực lượng sắp xỉ cảnh giới, sức chiến đấu thì có thể vượt qua một tinh. Đối phương chỉ là đại cực vị sơ kỳ, nhưng lực lượng có thể ngang hàng mình, điều này có ý vị gì? Lực lượng vượt qua ngũ tinh, ở hợp ninh tinh, thiên tài ngũ tinh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nữ hoàng bệ hạ có thể là thiên tài ngũ tinh, bất quá chưa từng có người nào chứng minh. Nhưng hiện tại có người ở lực lượng liền vượt qua ngũ tinh, đây há có thể không làm hắn kinh bạo? ngươi lại học mấy môn tuyệt học, vậy sức chiến đấu không phải có thể vượt qua lục tinh sao? Hơn nữa, vẻn vẹn hai năm mà thôi, tên này lại đạt đến đại cực vị, nào có thể nhanh như vậy? Quỳ xuống cho ta, lăng hàn ra tay, chân áp tới dương xương, đừng hòng, đừng hòng, dương xương phản kích, hắn tuyệt không cho phép mình thua lăng hàn. Lăng hàn một quyền một trường, như núi sụp đổ, như lửa hừng hực. Hắn phát hiện mình tính toán sai lầm sức chiến đấu của mình. Hóa ra trong lúc vô tình, lực lượng của hắn đã vượt qua ngũ tinh, lại thêm thần văn trọng lực cùng thần văn hỏa diễm, đã đủ để hình thành sức chiến đấu lục tinh. Mà cái này, vẫn không có vận chuyển diệt long tinh thần tiễn hoặc khoái từ kiếm quyết. Sức chiến đấu cực hạn của hắn, hoàn toàn có khả năng đạt đến thất tinh. Đánh nhau chính diện, hắn thậm chí có thể đường đường chính chính chiến sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Lại thêm thể phách cùng sức khôi phục, trong sơn hà cảnh, hắn đã vô địch. Ta muốn chân áp ngươi, người cũng chỉ có bị chấn áp mà thôi. Lăng Hàn triển khai khoái tự kiếm quyết, chiêu nào chiêu nấy ác liệt, đầu ngón tay lưu chuyển, kiếm khí ngang dọc, như thiên ngoại phi thiên. Dương Sương kêu thảm thiết, trên người hắn không ngừng trúng chiêu, máu tươi tung tóe, tuy đều không nặng, nhưng tình cảnh có vẻ rất thảm. Ngay cả Dương Sư Huynh cũng bị trà đạp như vậy, đông phân viện còn có mấy người là đối thủ của Lăng Hàn. Oanh, Lăng Hàn đánh bay Dương Sương, đoạt kiếm trong tay đối phương, sau đó đỡ Kim Chí Huy dậy nói. Kim Huynh, Ngươi không sao chứ? Cũng còn tốt, không nặng." Kim Chí Huy bỏ lên, xương của hắn đứt mất mấy cây, nhưng đối với võ giả mà nói, những thứ này đều là chút lòng thành, có đan dược thì tức khắc, nếu không thì mấy ngày liền có thể khôi phục. Lăng Hàn gật gù, lại tiếp tục nhìn về phía Dương Sương. Vừa rồi nói muốn chặt ngươi một chân, sẽ không cho rằng ta chỉ là đang hù dọa ngươi chứ? Ngươi dám?" Dương Sương sợ đến run cầm cập, "Đây chính là Đông Phân viện, ngươi làm dữ như vậy, học viện sẽ không bỏ qua cho ngươi." Xoạt, Lăng Hàn rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm chém qua, một chân của Dương Sương đã bị cắt xuống. Đây là bằng hữu ta, hơn nữa, thanh kiếm này là bằng hữu của ta cố ý đưa tới cho ta. Ngươi cướp kiếm của ta, ta đối phó ngươi, hợp tình hợp lý, không có chém đầu của ngươi đã là nể mặt mũi của học viện. Chẳng lẽ ngươi không biết, trộm đồ vật của mệnh quan triều đình, đây là tội lớn sao? Dương Sương sừng sốt một chút, sau đó mới kêu thảm thiết, mà nghe Lăng Hàn nói, hắn càng phiền muộn đến cực hạn chương 1131, chơi hỏng dương xương. Xác thực như Lăng Hàn nói, trộm đồ vật của mệnh quan triều đình, ở loạn tinh hoàng triều chính là trọng tội. Nhưng hiện tại việc đoạt kiếm này có thể lớn có thể nhỏ, dù sao còn không có dao tới trong tay Lăng Hàn, nếu như hắn có thể ở mặt chiến lực nghiền ép Lăng Hàn, đối phương còn có mặt mũi đòi kiếm sao. Nhưng vấn đề là, hắn lại không địch nổi Lăng Hàn, vậy bị tước một chân cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng còn tốt, đạt đến thần cảnh đoạn chi phục sinh cũng không phải việc khó gì chỉ cần bản nguyên không tổn thương vậy liền không tính tàn phế đùng lang hàn quất tới một bà tai điềm nhiên nói ngươi cho rằng sự kiện này sẽ đơn giản xong như thế vừa nãy chỉ là trừng phạt ngươi ăn trộm kiếm mà thôi hiện tại mới là thay kim huynh hả giận đùng 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 hắn không ngừng bà tai dương xương phốc 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 dương xương bị đánh rơi hết răng trên mặt tất cả đều là máu đen vô cùng thê thảm đủ rồi một thanh niên lướt lại trên mặt có bất mãn mãnh liệt. Đường sư huynh, học sinh của đông phân viện đều đại hỉ, trước còn hoảng sợ, nhưng bây giờ lại phảng phất có người tâm phúc, mỗi một người đều khôi phục lòng tin. Đường cửu, trong tất cả học sinh của đông phân viện, chiến lược bài danh thứ 9. Bản thân hắn có tu vi đại viên mãn đỉnh phong, thiên tài tam tinh, là siêu cấp thiên tài vạn năm khó gặp. Mà sở dĩ hắn gọi đường cửu, chính là bởi vì hiện tại bài danh của hắn thứ 9, vài thập niên trước còn gọi đường thập, tương lai có khả năng gọi đường bát, đường thất. Thả người, đường cửu lạnh lùng nói, mắt sáng ngời như hai viên hỏa cầu, song trường xích sắc, trên cánh tay hiện đầy thần văn, từ bàn tay kéo dài đến bả vai, như kim trúc màu đỏ chế thành. Hắn tự tin, khí phách, này là khí tức đặc thù của cường giả. Lăng hàn dẫm dương xương dưới chân, vừa nãy dương xương làm sao đối đãi kim chí huy, hiện tại hắn sẽ đối đãi với dương xương như thế, ăn miếng trả miếng, tuyệt không nương tay. Hắn nhìn đường cửu nói, Dựa vào cái gì, chỉ bằng là đường cửu ta mở miệng. Đường cửu điềm nhiên nói, hắn đã giận dữ, bởi vì đối phương lại còn dám hỏi hắn. Đường cửu, chưa nghe nói qua, lăng hàn lắc đầu, muốn chết, đường cửu không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Xoát, một đạo hàn quang đảo qua, đánh tới yết hầu của lăng hàn. Trong tay đường cửu, chẳng biết lúc nào nhiều thanh một thanh loan đao, tước ra hàn mang cường đại. Lăng hàn một cước đá ra, nắm dương xương đứng lên, Hàn mang lập tức đánh vào cái mông của dương sương huyết hoa vẩy ra cái mông của dương sương tự nhiên là nở hoa rồi hắn cười ha ha nói sách 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 hai người các ngươi có phải có gian tình hay không làm sao lại ngắm cúc hoa mà đánh dương sương ai oán nhìn đường cửu ngươi không thể nhìn kỹ một chút sao đánh nơi đó của ta làm chi đường cửu giận dữ kích chỉ nói có gan thả người chúng ta đánh thống khoái lang hàn lắc đầu nói đây không phải con tin mà là bảo kiếm ta mới thu được có thể nói nhân kiếm, cũng có thể xưng là tiện nhân. Hắn nắm cổ của Dương Sương, rót nguyên lực vào, cả người Dương Sương thẳng tắp, bị hắn ngạnh xanh làm thành đại kiếm. Dương Sương quả thực muốn chết, hắn không phải chỉ là đoạt kiếm của Lăng Hàn sao, ngươi lại nhìn chăm chú không tha như vậy. Lăng Hàn, ngươi làm ta khinh thường, đường cửu kích tướng nói, ngươi là ai, ta cần quan tâm ngươi. Lăng Hàn suy nói, đường cửu nhất thời nổi trận lôi đình, được a, à, kích tướng không có thành công, mình ngược lại bị chọc giận hắn hận hận nói, chạy đến chúng ta đông viện dương oai, tuyệt đối không thể có thể để cho ngươi toàn bộ tay toàn bộ chân trở lại. Dương sư đệ, ngươi tự tự nhận xui xẻo, học viện mặt lớn hơn ngươi. Hắn không lưu thủ nữa, toàn lực xuất khích, lang hàn huy kiếm ngăn cản, lấy lực lượng của hắn, xoay động một người tự nhiên là chút lòng thành. Nhưng Dương Sương liền thảm, hắn không chỉ phải thừa nhận kiếm ý của Lăng Hàn, còn bị đường cửu không ngừng oanh kích, chỉ mấy chiêu, xương của hắn đã gãy chỉ ít hơn 10 cây tiếp tục như vậy nữa mà nói, hắn thật có khả năng xong. Lăng Hàn tiện tay ném Dương Sương qua một bên, hiện tại hắn chỉ là đánh Dương Sương bị thương nặng, về tình về lý hắn đứng vững, nhưng chết người mà nói, vậy sẽ rất khó thu thập. Cũng không cần phải, xem ta đánh bể ngươi, đường cửu gào to một tiếng, lần này không cố kỵ nữa, hắn xuất thủ càng thêm cuồng bạo. Hắc hắc, Lăng Hàn cười nhạt, đánh ra một cái thất sát chấn hồn thuật, công kích của đường cửu nhất thời bị kiềm hãm, chỉ thấy nắm tay của Lăng Hàn đã đập tới, khiến cho hắn chỉ có thể phòng thủ. Bí pháp tu luyện thần hồn tương đối ít, nên thất sát chấn hồn thuật mới chân quý như vậy, tuy cảnh giới của đường cửu cao hơn, nhưng thần hồn không mạnh mẽ hơn Lăng Hàn, bị ăn một kích, nhất thời chiến lược giảm mạnh. Hai người kịch chiến, Lăng Hàn không ngừng lấy thất sát chấn hồn thuật hạn chế chiến lực của đối thủ, kéo đến trình tự cùng mình không sai biệt lắm. Đường cửu tức điên, chiến lực của hắn rõ ràng có thể nghiền ép Lăng Hàn, nhưng bởi vì đối phương dùng tinh thần trùng kích khó lòng phòng bị, luôn ở lúc mấu chốt làm hắn tạm nghỉ, công kích không thể triển khai hoàn mỹ, 10 thành chiến lược chỉ phát huy ra một hai thành. Hắn chưa từng đánh phiền muộn như vậy, có cảm giác muốn thổ huyết. Những học sinh khác thì ngây người, Lăng Hàn đây là muốn nghịch thiên sao? Chiến lực này là bao nhiêu tinh? Không phải chiến lực của Lăng Hàn mạnh như vậy, mà là chiến lực của đường sư huynh bị suy yếu. Nhưng coi như bị suy yếu, cũng là năng lực của bản thân Lăng Hàn, đây coi như là chiến lược của lăng hàn đi chúng nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi dù sao loại bí pháp tinh thần công kích quá ít ít đến bây giờ cũng không có mấy người đi tu cường độ thần thức đến phòng ngừa công kích như vậy hắn rốt cuộc coi như là chiến lược của đại viên mãn hậu kỳ hay chiến lược siêu việt đỉnh phong ba tinh lại chiến vài hiệp đường cửu giận dữ nhảy qua một bên không đánh nữa đánh tiếp nữa hắn muốn điên căn bản không thể bày ra chiến lược bản thân đánh rất biệt khuất a không đánh nữa sao Lăng Hàn cười nói, Đường Cửu hận hận nhìn Lăng Hàn, cũng không đáp lời, phất tay áo liền đi, hắn thực sự là không làm gì được Lăng Hàn, huống chi đối phương chỉ mới vừa nhảy vào đại cực vị, mình đã ở tầng thứ đại viên mãn rất nhiều năm, hoàn toàn là ỷ lớn hiếp nhỏ. Này cũng không lấn được, vậy còn đánh cọng lông. Đường Cửu vừa đi, tất cả mọi người nói không ra lời. Chương 1132, thần kiếm có thể trưởng thành. Ở trên đường Cửu, chỉ có 8 vị cao thủ, nhưng bây giờ một cái cũng không xuất hiện. Không phải là đi ra ngoài lịch luyện, chính là đang bế quan khổ tu, đâu thể nào vừa gọi liền đến. Mới vừa rồi có thể mời đường cửu ra cũng đã ngoài ý muốn, nhưng đường cửu cũng không làm gì được Lăng Hàn, Đông Phân Viện thực sự là không có cách nào. Kim Huynh, mời, Lăng Hàn cười nói với Kim Chí Huy, ừ, Kim Chí Huy gật đầu. Hai người cứ như vậy đi vào đại môn của Đông Phân Viện, một đường xông qua Đông Phân Viện, đi bắc Phân Viện. Dọc theo đường đi, học sinh của Đông Phân Viện đều tránh ra mỗi người giận không kiềm được, siết chặt nắm tay. Các người thật coi nơi này là hậu hoa viên sao, Kim Chí Huy kỳ quái nói. Lang Huynh, vì sao mấy người đó theo dõi chúng ta? Vì sao ta ở cửa nói muốn gặp ngươi, lại bị bọn họ đánh? Lang Hàn cười ha ha nói. Kim Huynh, người không biết, xích thiên học viện này còn chia làm bốn phân viện. Hắn nói ngọn nguồn một lần, để Kim Chí Huy không khỏi phiền muộn, nguyên lai là hắn náo ô long. Kim Huynh, đây là kiếm người đúc. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của hắn, chỉ bảo kiếm trong tay nói. Kim Chí Huy nhất thời mi sắc phi vũ, liên tục gật đầu nói. Không sai, chính là nó. Lăng Huynh, thanh kiếm này sử dụng tài liệu là một khối thiên ngoại vẫn kim, sau khi được tệ trang thu mua, làm rất nhiều chắc khí, nhưng đều cho rằng chỉ là một khối thần thiết cấp một. Bất quá, trải qua ta nghiên cứu mấy nghìn năm, này tuyệt không phải thần thiết cấp một đơn giản như vậy. Quả thực, hiện tại nó chỉ là thần thiết cấp một, nhưng thật giống như có sinh mệnh có tính trưởng thành. Ta nghiên cứu hơn vạn năm là đang suy nghĩ làm sao bảo trì tính trưởng thành của nó ở sau khi đúc thành kiếm, hơn nữa còn không phá hư ngoại hình cùng uy lực. Hiện tại, ta cuối cùng thành công, lang Hàn kinh ngạc, một thanh thần kiếm có thể trưởng thành. Đối với võ giả mà nói, dĩ nhiên tốt nhất là đạt được một thanh thần khí cao dai, có thể dùng cực kỳ lâu. Tỷ như cửu sát kiếm, thoáng cái có thể đề thăng chiến lược vô tận. Nhưng vấn đề là, thần khí cao dai trước không nói có thể đạt được hay không, dù chiếm được thì tùy tùy tiện tiện là có thể điều khiển sao? Ngay cả trụ thiên hoàng vì thu cửu sát kiếm cũng bị gãy một cánh tay, này còn bởi vì cửu sát kiếm vốn là tổ khí của thường gia, đổi một người khác, ngay cả loạn tinh nữ hoàng cũng không cách nào thu. Bởi vậy, một bước đúng chỗ, có một thanh thần khí có thể dùng đến chết cơ hồ là sự tình không có khả năng. Trừ khi có cường giả ngày đêm vì tiểu bối dùng bí pháp vô thượng tiến hành luyện chế, mới có khả năng để sơn hà cảnh liền nắm giữ thần khí cấp bậc Nhật Nguyệt Cảnh thậm chí tinh thần cảnh, nhưng ví dụ như vậy thực sự là quá ít quá ít. Hơn nữa, này rất dễ để tiểu bối dưỡng thành tập quán ỷ lại thần khí, bất lợi cho trưởng thành. Nói như vậy, võ giả đều sử dụng một binh khí tương xứng cảnh giới của mình, mỗi ngày lấy ý chí võ đạo bản thân ân cần săn sóc, cửu nhi cửu chi, binh khí tự nhiên thông linh, hóa thành thần khí. Mà phần lớn sơn hà cảnh đề thăng một tiểu cảnh giới đều phải mấy vạn năm, cũng chính là một thanh binh khí có thể dùng trên mấy vạn năm, vậy dĩ nhiên không cần phải gấp gáp đổi nhưng lăng hàn bất đồng cảnh giới của hắn đề thăng quá nhanh hai năm từ phá hư cảnh đi tới sơn hà cảnh đại cực vị đây căn bản không có khả năng ân cần săn sóc bất luận binh khí nào thành thần khí nếu có một thanh thần kiếm có thể trưởng thành như vậy hắn có thể phóng tâm mà săn sóc ân cần hắn tiến bộ thần khí cũng có thể tiến bộ vĩnh viễn không cần lo lắng có một ngày thần khí sẽ bị đào thải kim huynh người thật đúng là thiên tài lăng hàn tự đáy lòng nói đây tuyệt đối là một tiên phong nhưng Kim Chí Huy không có nhận lấy Lăng Hàn ca ngợi, mà nói. Ta chỉ là phát hiện đặc điểm của khối kim trúc này, tiếp đó nghĩ ra biện pháp chế tạo, giữ vững loại đặc điểm này mà thôi. Thân thiết như vậy, trên đời này cũng chỉ có một khối mà thôi, ta không thể tạo ra thanh thứ hai như vậy. Thiên hạ đệ nhất thần kiếm, Lăng Hàn rút kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm này tản ra hàn khí quả thực không tính cường đại, chỉ có thể coi là binh khí cấp một mà thôi, ngay cả thần khí cũng không tính. Phải làm sao để thăng? Hắn hỏi chiến đấu, dùng thanh kiếm này chém toái binh khí khác, liền có thể thôn vệ tinh hoa bên trong, thu được trưởng thành. Kim Chí Huy lại trở nên hưng phấn, tuy hắn chỉ có thể chế tạo ra một thanh thần kiếm như thế, lại có thể là đỉnh phong cả đời của hắn. lang Hàn Trầm ngâm nói, nói cách khác, này không thể vượt cấp đề thăng, trực tiếp dùng thần thiết cấp 2, thần thiết cấp 3 một bước lên trời. Quả thực không được, Kim Chí Huy lắc đầu, phải một bước một vết chân, tựa như võ giả tu hành vậy. Kim Huynh, người thật là người thủ tín, rõ ràng là ta được một thanh tuyệt thế thần kiếm, người còn phải thân tự chạy đi một chuyến. Lăng Hàn ái náy nói, Kim Chí Huy cười nói, đây là sự tình ta sớm đáp ứng Lăng Huynh, hơn nữa, Lăng Huynh còn đã cứu ta một mạng, lại là người duy nhất xem trọng ta, thanh thần kiếm này không cho ngươi dùng mà nói, ta thực tìm không ra người thứ hai. Lời khách sáo ta cũng không nói, cảm tạ, Lăng Hàn nói, đến đến đến, đi uống rượu, ta còn là lần đầu tới điểm tinh thành, ngươi làm địa chủ phải chiêu đãi ta thật tốt a. À? Kim Chí Huy cười nói, Lăng Hàn dẫn đối phương đi tiệm thuốc, gọi đám người Vũ Hoàng, tiếp đó chạy đi từ lâu, một đám người uống rượu say mềm. Hảo Hảo chiêu đãi Kim Chí Huy vài ngày, si nhân đúc kiếm liền quay lại đúc kiếm Sơn Trang, hắn một lòng đúc kiếm, mặc dù không có tài liệu luyện ra thanh thứ hai, nhưng hắn có hùng tâm tráng trí, muốn làm ra bảo kiếm đánh vỡ thường quy. Lăng Hàn thì mua thật nhiều thần thiết cấp một, tuy Kim Chí Huy nói rất thần kỳ. Nhưng loại kim trúc có đặc tính thôn vệ trưởng thành này hắn còn thật không có nghe nói qua, tự nhiên để hắn hết sức tò mò. Trong hắc tháp, Lăng Hàn huy động thần kiếm, chém qua kim trúc vừa mua sắm đến. Leng keng leng keng, giòn vang liên tục, đồng dạng đều là thần thiết cấp 1, nhưng bảo kiếm bị thiên truy bách luyện, tính dai vượt xa, bởi vậy ở dưới Lăng Hàn bạo lực, thần thiết mua về đều bị chém ra một lỗ hồng. Ừ, Lăng Hàn mẫn cảm phát hiện, ở trong quá trình thần thiết bị chém toái, có một vật chất không thể nói rõ tiến nhập vào thần kiếm. Chương 1133, Đại tinh tử vong, Biến hóa như vậy rất nhỏ, nếu không phải này là ở trong hắc tháp, có thể phóng đại cảm nhận của hắn mấy trăm thậm chí hơn một nghìn lần, hắn tuyệt đối không thể phát hiện biến hóa nhỏ bé như vậy. Di, tiểu tháp xuất hiện, nó phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Vận khí của người thực không tệ, cư nhiên chiếm được một khối phệ kim thiết. Người biết tài liệu của thanh kiếm này, Lam Hàn kinh ngạc, tiểu tháp thập phần ngạo nghễ nói. Dĩ nhiên, Lam Hàn thở dài nói. Nói tiếp A, à, đừng nói chuyện chỉ nói nửa đoạn người muốn bị xét đánh sao? Tiểu tháp hừ một tiếng, mới nói, phệ kim thiết rất đặc thù, khởi điểm của nó rất thấp, chỉ có thể sánh ngang thần thiết cấp 1, nhưng có không gian trưởng thành vô hạn, có người nói, này thậm chí có thể đạt đến tiên kim. Tiên kim, trong lòng lăng hàn run lên, hắn nghe tiểu tháp nói qua tiên kim, đó là bảo vật siêu việt thần thiết, hơn nữa, tiên kim chỉ có phân chia chủng loại, không có đẳng cấp, mỗi một khối tiên kim đều là trí bảo. Này tương lai có cơ hội trở thành tiên kim, dựa vào, nếu để cho kim chí huy biết hắn sẽ hối hận vì tặng thanh bảo kiếm này không cũng không nhất định lang hàn lắc đầu đối với si nhân đúc kiếm mà nói luyện ra bảo kiếm có thể dương danh thiên hạ mới là mộng tưởng thả bên người mà nói chính là minh châu long đong bất quá đây chỉ là trên lý thuyết tiểu tháp lại nói phệ kim thiết muốn tấn cấp cần thần thiết là một con số cực lớn hơn nữa tấn cấp cắn nuốt kim trúc chỉ có thể cùng dai với nó đây cơ hồ làm nó không thể trở thành tiên kim bởi vì đến cuối cùng trên đời nào có nhiều thần thiết cấp 20 như thế. Cũng phải, Lăng Hàn gật đầu, từ thần thiết cấp 5 bắt đầu, số lượng đã rất ít ỏi, thần thiết cấp 9 thì thưa thất như cường giả tinh thần cảnh. Thần thiết cấp 20 khẳng định cũng phượng mau lân giác như sáng thế cảnh, đi đâu tìm nhiều như vậy cho nó thôn phệ tấn cấp. Hắn lại lắc đầu, này không biết là sự tình sau bao nhiêu năm, không cần vội và lo lắng như vậy. Lăng Hàn khảm khảm khảm, dùng thanh bảo kiếm này như xài đao, hắn lấy ý chí võ đạo bản thân quán chú, cùng thanh kiếm này câu thông thời gian lâu dài thần kiếm tự nhiên có thể thông linh trở thành thần khí chân chính sau khi bị thần kiếm khảm rất nhiều lần những thần thiết kia dần dần mất đi quang trạch như biến thành phế liệu vậy quả nhiên tinh hoa bên trong đều bị cắn nuốt lang hàn lẩm bẩm này kỳ thực có chút giống như võ giả còn đường võ đạo không phải là đoạt thiên địa tinh hoa dùng để tăng cường bản thân sao thanh kiếm này sẽ theo ta cực kỳ lâu phải cho nó cái tên chứ lấy tên gì bá đạo một chút nhỉ Lăng Hàn ở phương diện đặt tên hiển nhiên không am hiểu lắm. Nhìn hắn đặt tên qua sẽ biết, quả thực vô cùng thê thảm. Bây giờ là thần thiết, sau đó có thể trở thành tiên kim, vậy gọi tiên thần kiếm đi. Lăng Hàn suy nghĩ một lúc, nhất thời mất đi hứng thú, rất tùy ý cho thanh thần kiếm này cái tên. Bất quá, tiên ma kiếm có phải càng thêm khí phách hay không? Vậy gọi tiên ma kiếm đi, Lăng Hàn rất không có nguyên tắc, ở phương diện đặt tên này hắn thực sự là rất ăn hại. Hắn cười ha hả, một bên chém thống khoái, để tiên ma kiếm không ngừng trưởng thành. Mỗi chém một kiếm, tiên ma kiếm đều có một chút đề thăng, nhưng đề thăng này lại chậm vô cùng, muốn nó từ cấp 1 đến cấp 2 sẽ cần rất nhiều thần thiết đến duy trì. Hoàn hảo, bây giờ đối với ta mà nói, thần thiết cấp 1 thật đúng là không tính quá chân quý, để ta đốt tiền đi. Lăng Hàn ở trong hắc tháp tổng cộng chém 3 ngày 3 đêm, thần thiết cấp 1 bị hắn chém thành phế liệu vô số kể, trong lúc này hắn còn đi ra một lần, bổ sung rất nhiều thần thiết. Suốt cục, ba ngày sau, tiên ma kiếm nghênh đón biến chất. Tấn trước đến thần thiết cấp 2, Lăng Hàn phát hiện, ở trong quá trình biến chất này, tiên ma kiếm dung nạp ý chí võ đạo của hắn cũng đạt tới đỉnh phong, trong nháy mắt ngắn ngủi lạc ấn tới bảy đạo thần văn. Điều này làm cho Lăng Hàn kinh hỉ không gì sánh được. Phải biết rằng, muốn lạc ấn ý chí võ đạo bản thân lên binh khí, lấy hình thức thần văn biểu hiện ra, đây là một quá trình khá dài. Dù sao đó là lấy ý chí thôi động, không phải nguyên lực, bởi vậy, Săn sóc ân cần một thanh thần khí chí ít cũng là sự tình trên trăm năm. Nhưng Tiên Ma kiếm ở lúc biến chất, sẽ như biến thành một tờ giấy trắng, có thể mặc Lăng Hàn vẽ, trong nháy mắt liền lạc ấn bảy thần văn, làm sao có thể không để Lăng Hàn vui vẻ. Hiện tại kiếm thể đạt tới thần thiết cấp 2, mà uy lực của Tiên Ma kiếm là thần khí cấp 1. Này ý tứ là, hắn không thôi phát thần kiếm, chỉ lấy thực lực bản thân huy chém, như vậy Tiên Ma kiếm chính là thần binh cấp 2 phổ thông, mà không phải thần khí. Nhưng nếu hắn thôi phát ra uy lực của tiên ma kiếm, nó có thể bắn ra chiến lực của thần khí cấp 1. Còn phải tiếp tục đề thăng, tương đương với thực lực của ta mới được. Bằng không, nếu như đối chiến với thần binh cấp 3, cấp 4 thì rất có khả năng bị chém nứt, phải đi tìm kim chí huy tu bổ, bằng không hắn tiếp nối lung tung liền có thể phá hủy đặc tính của vệ kim thiết. Bằng không kim chí huy sẽ khó khăn như vậy, phí hơn vạn năm mới chế tạo ra tiên ma kiếm. Chính là không có tiền, ta thật nghèo, ai, Lăng Hàn thở dài. Trước mua thần thiết cấp 1, hắn gần như xài hết tích xúc, hiện tại cho dù còn có một chút chân nguyên thạch, nhưng có thể mua được mấy khối thần thiết cấp 2. Thảo nào tiểu tháp nói, phệ kim thiết chỉ tồn tại khả năng biến chất thành tiên kim trên lý thuyết, đến cuối cùng đoán chừng phải móc hết thần thiết cấp 20 của thần giới, mới có thể để phệ kim thiết hoàn thành bước nhảy cuối cùng. Được rồi, trong hắc tháp không phải cũng có thể sinh ra thần thiết sao? Hắc tháp mỗi một năm đều có thể sinh ra một khối thần thiết, tựa như sinh ra linh thạch vậy, bất quá, nếu không lấy khối thần thiết này, hàng năm đều sẽ tăng lên phẩm chất nhất định, điều này làm cho Lăng Hàn do dự. Bởi vì 100 khối thần thiết cấp thấp cũng không sánh bằng một khối thần thiết cao cấp A. Được rồi, ngược lại ta cần rất nhiều thần thiết cấp 2, không nên đánh cái chủ ý này. Lăng Hàn thầm nói, làm người ánh mắt phải thả lâu dài một ít. Không có tiền vậy liều mạng luyện đan, chương 1134, đại mộ phần trong tinh không thượng. Lăng Hàn quyết định thả chậm tu vi tiến cảnh, ngược lại hắn có luân hồi thụ, một ngày có thể minh tưởng bằng người khác một năm, lại có ma lực, ở trước nhật nguyệt cảnh không cần lo lắng tích lũy nguyên lực, quả thực có thể phí chút thời gian ở trên luyện đan. Hắn liều mạng luyện đan, một bên đợi lẫm thiên tông thu đồ đệ. Thủy nhạn ngọc bình thường đều lại đây tu luyện, tận khả năng đề thăng tu vi, tự nhiên là nhờ luân hồi thụ. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, chính là muốn được lẫm thiên tông thu, đi theo lăng hàn, bằng không lần sau tái kiến đồ lưu manh này không biết phải bao lâu sau. Hơn nữa, Quang mang của tên này khẳng định đến chỗ nào cũng không che giấu được, nàng nên nhìn chăm chú, miễn cho bị nữ nhân khắc thừa dịp hư mà vào. Nhưng nàng không có thiên phú võ đạo quá cao, năng lực vượt cấp chiến đấu chỉ có nhị tinh, đặt ở Sích Thiên học viện rất nghiêu bức, nhưng Lẫm Thiên Tông thu đệ tử chính là người nổi bật của hơn 100 đại tinh, nhị tinh tuyệt đối không đủ xem. Bởi vậy, nàng muốn vào Lẫm Thiên Tông phải dựa vào cách khác. Niên linh cộng với tu vi, Sơn Hà cảnh ở Lẫm Thiên Tông khẳng định không ly kỳ, nhưng nếu Sơn Hà cảnh đại cực vị thậm chí đại viên mãn dưới 40 tuổi thì sao? Vậy cho dù không có năng lực vượt cấp chiến đấu gì, cũng có thể đưa về nhóm thiên tài tuyệt đỉnh. Năng lực vượt cấp của ta không mạnh như ngươi, nhưng tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn ngươi, cảnh giới viễn siêu ngươi, vẫn có thể áp chế ngươi. Lăng Hàn không khỏi cười to, ôm vư vật động nhân này nói. Thế tử, tâm ý của ngươi làm phu quân rất cảm động, đến, hôn một cái. Thủy nhạn ngọc cho cái bạch nhãn, sẵn giọng ta chỉ là muốn tiến vào lẫm thiên tông để thăng mình, có liên quan gì tới ngươi? nữ nhân này chính là da mặt mỏng, lang hàn ha hả cười nói. thê tử a à, thê tử, ngươi chỉ có điểm này là không tốt, luôn luôn không chịu thừa nhận bị vi phu chinh phục. bất quá không có vấn đề gì, ta thích chậm rãi chăm sóc dạy bảo, hưởng thụ quá trình này. a, à, thủy nhạn ngọc kinh hô, tên này lại dở trò, hơn nữa không cần suy nghĩ, chiếm lĩnh nhất định là hai nơi cao nhất của nàng. nàng vừa thẹn vừa giận nói, đồ lưu manh, không nên như vậy, không nên cái gì. Lăng Hàn cười hắc hắc, kỳ thực ra thịt của Thủy Nhạn Ngọc cũng tràn đầy mỹ cảm, chỉ là chỗ này để dục vọng của hắn đại tác, nhịn không được đưa tay ra, vuốt ve đến không ngừng biến hình. Hả, một đạo ba động làm người sợ hãi bay qua, để hai người đồng thời ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn trời. Minh Nguyệt nhô lên cao, nhưng ở trong một mảnh quần tinh lóng lánh, lại đột một xuất hiện một viên đại tinh, phát sinh hào quang kinh người. Không, nó càng giống như suối phun, phụt lên quang hoa, diệu động trường không. Anh, lại một làn sóng cường liệt truyền đến, nhất định là do viên đại tinh kia phát ra ngoài. Đây là sao gì, lẽ nào đi tới thời kỳ cuối của sinh mệnh, muốn nỡ rộ lóng lánh cuối cùng sao? Thần giới bất đồng tiểu thế giới, tiểu thế giới chỉ có một mảnh đại lục, tinh thần trên bầu trời kỳ thực chính là từng viên vẫn thạch, cường giả có thể dễ dàng chấn rơi xuống. Nhưng ở thần giới, mỗi một ngôi sao đều là một viên đại tinh, thậm chí là một thái dương, thiêu đốt thần hỏa, có thể đốt tấn cường giả tinh thần cảnh ngay cả hàng hà cảnh cũng không dám xông vào. Mỗi một viên đại tinh đều có chu kỳ tánh mạng của mình, có thể dài đến hơn 10 ức thậm chí trên trăm ức năm, ngay cả cường giả tinh thần cảnh cũng rất khó thấy một viên đại tinh đi tới thời kỳ cuối của sinh mệnh. Chỉ là nghe nói, đại tinh ở lúc sắp tử vong, sẽ phát sinh đại bạo tạc cực kỳ cường đại, ngẫm lại một viên đại tinh có thể uẩn ra bao nhiêu võ giả, cổ lực lượng này ở ngắn ngủi mấy hơi thở phát ra, phóng chừng ngay cả tinh thần cảnh cũng chỉ có phần bị miểu sát. Này là lực lượng diệt thế, chỉ có sáng thế cảnh mới có thể chống lại. Hiện tại, một đại tinh trên bầu trời đột nhiên nỡ rộ lóng lánh, rất có thể là đi tới sinh mệnh cuối cùng. Không hợp, Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu, ở vị trí kia, hẳn là không tồn tại tinh thần. Lăng Hàn Hoài nghi nói, người xác định, xác định, Thủy Nhạn Ngọc nghiêm túc gật đầu, thiên phú võ đạo của nàng quả thực xa xa không thể so với Lăng Hàn, nhưng thích đọc các loại tạp thư, chỉ nói kiến thức, vậy tuyệt đối có thể vứt Lăng Hàn mấy con phố vậy kỳ quái này đến tột cùng là cái gì chứ hai người đều nhìn bầu trời không viên đại tinh kia vẫn phụt lên quang hoa phát sinh ba động về các ngõ ngách trong tinh không này đủ để ảnh hưởng đến các tinh hệ ở phụ cận ngày thứ hai người người đều đang nghị luận đêm qua xuất hiện viên đại tinh kia là chuyện gì xảy ra đây thật là kinh người bình thường ban ngày là không thể nào thấy được tinh thần bởi vì ánh nắng quá trói mắt nhưng bây giờ thì sao viên đại tinh kia thình lình ở trước mắt rõ ràng không cảm giác được quang mang kia rực sáng bao nhiêu nhưng ánh dương quang không cách nào che giấu được chúng nhân nghị luật hiếu kỳ lai lịch viên đại tinh kia bởi vì trước không có thấy qua ở vị trí này hình như là đột nhiên xuất hiện đại tinh cũng có thể đột nhiên xuất hiện thực sự là bất khả tư nghị lập tức có thế lực phái tinh thuyền tiến nhập tinh vũ muốn gần gũi quan sát viên đại tinh này tinh thuyền không giống không hạm này là phương tiện giao thông chuyên môn dùng để đi trong tinh không yêu cầu tài liệu chế tác nguyên động lực cao hơn không hạm vô số lần, dù sao không hạm chỉ cần có thể bay được là được. Nếu như nói không hạm chỉ cần là thế lực liền có thể nhịn ăn nhịn mặc mua về, như vậy tinh thuyền chỉ có thế lực lớn chân chính mới có, bởi vì từ mua về đến bảo dưỡng, chi tiêu thực sự là quá lớn. Hơn nữa, ai không có việc gì chạy ra tinh không làm gì. Từ một viên đại tinh đến một viên đại tinh khác, động sẽ lấy năm tính, xa thậm chí hơn mấy trăm năm, không có bao nhiêu người nguyện ý ở trong tinh không cô quạnh lâu như vậy. Chỉ vài ngày sau, tinh thuyền liền trở lại, mang về một tin tức trọng đại, không, phải nói là tin tức kinh người. Viên đại tinh kia thật ra là một ngôi mộ, cái gì, sau khi Lăng Hàn nghe nói, lúc này liền chấn kinh rồi, trong tinh không cư nhiên xuất hiện một ngôi mộ, đây vốn là sự tình thập phần cổ quái, nhưng cách xa như vậy còn có thể thấy, tới cùng phần mộ này lớn bao nhiêu. Dù vứt một ngọn núi vào trong tinh không, như vậy cự ly xa là hoàn toàn không thể nào thấy được, ngay cả Lăng Hàn có chân thị chi nhãn cũng không thể làm được chương 1135, đại mộ phần trong tinh không hạ. Ngôi mộ kia tới cùng lớn bao nhiêu, lang Hàn không khỏi hiếu kỳ, đột nhiên rất muốn đi nhìn một chút. Này tuyệt không phải ý nghĩ của chỉ riêng hắn, bởi vì Lẫm Thiên Tông đã phát ra thông cáo, kéo thời gian khảo hạch nhập tông chậm lại vô hạn, muốn trước phái người đến mộ phần kia tìm tòi. Mỗi một thế lực đều thận trọng với chuyện này không gì sánh được, thế lực có tinh thuyền đã xoa tay, chuẩn bị đi vào trong đó tìm tòi. Mộ phần trong tinh không, nghe làm sao cũng giống như là một bảo tàng lớn vậy. Nhưng siêu cấp thế lực có tinh thuyền mới bao nhiêu, phàm phu tục tử có tư cách lên thuyền sao? Dĩ nhiên không được, bất quá, cũng không phải chỉ thế lực tinh thần cảnh mới có tinh thuyền, thương đội đồng dạng có. Có chút thương đội làm sinh ý thời vụ, tới lui giữa các đại tinh, vận chuyển vật tư, buôn bán đặc sản của những tinh cầu khác, lợi nhuận rất lớn, bất quá trước cũng nói, đi tinh không quá hao tổn thời gian, hơn nữa có khả năng gặp phải vũ trụ phong bạo không lường được, sẽ phải táng thân trong vũ trụ hắc ám, vĩnh viễn chết tha hương. Khứu giác của thương đội dĩ nhiên bén nhạy, lập tức khai thông đường hàng không mới, đi về phía một phần, nhưng giá tiền, hắc hắc, một vé một vạn chân nguyên thạch, đủ để cho phần lớn người trùn bước. Nhưng dù như vậy, vé tàu vẫn cung không đủ cầu, trong nháy mắt đã bị tranh mua hết sạch. Phải biết rằng ngay cả nữ hoàng đại nhân, thất đại tướng, tà hữu tướng cũng tích cực chuẩn bị công việc tiến nhập tinh không, có thể thấy cơ duyên này kinh người ra sao. Lăng Hàn mua hai vé, một cái cho mình, một cái cho Thủy Nhạn Ngọc. Hắn tất nhiên sẽ mang đám người Vũ Hoàng theo, nhưng bọn hắn sẽ trước ở trong hắc tháp, đến đại mộ phần lại nhìn tình huống cụ thể mà hành động. Từng chiếc từng chiếc tinh hạm lục tục phá không mà đi, không chỉ loạn tinh Hoàng Triều, hai đại Hoàng Triều khác cũng gia nhập thám hiểm, dĩ nhiên, mỗi quốc gia sẽ lưu lại chút cường giả tọa chấn, như loạn tinh Hoàng Triều là cửu vương. Thuyền của Lăng Hàn còn phải mấy ngày nữa mới có thể khai, vì vậy hắn quyết định đi bái phỏng từ lão đầu trước, đây là ý hắn sớm đã quyết định, nhưng trước bị Kim Chí Huy đến cắt đứt, sau lại để thăng tiên ma kiếm, tiếp đó điên cuồng luyện đan, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Khi hắn tới thư các, ở đây không còn náo nhiệt như dĩ vãng nữa, mà vắng ngắt. Có lẽ phần lớn người đều nghĩ hết biện pháp mua một vé tàu, tiến nhập trong tinh không, còn chưa có đi cũng đang chuẩn bị, làm sao có thời giờ tới thư các. Tiền bối, lăng hàn đi tới, cung kính hành lễ với tử lão đầu. Hắn nợ nhân tình lão nhân này thực nhiều lắm, thất sát chấn hồn thuật, lục hợp bát hoang công, cái nào không phải bí thuật vô thượng. Đây ngay cả thầy trò cũng chưa chắc sẽ truyền thụ, nhưng từ lão đầu dạy cho hắn, chỉ đổi lại một cái hứa hẹn mà thôi. Từ lão đầu đang ngủ gà ngủ gật, nghe vậy mở hai mắt ra, nhìn hắn một vòng, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Sao tu vi tiến cảnh của ngươi nhanh như vậy? Tuy Lăng Hàn không biết thực lực của từ lão đầu mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết cảnh giới của đối phương tất nhiên thâm bất khả chắc, bởi vậy có thể liếc mắt nhìn thấu cảnh giới của hắn là không kỳ quái chút nào. Hắn cười cười nói, được một chút gặp gỡ, từ lão đầu cũng không có hỏi là gặp gỡ gì, nhưng gương mặt nghiêm túc nói: "Tiểu tử, không nên quá mức truy cầu cảnh giới, muốn xây dựng vô thượng đạo tháp, mỗi một bước của ngươi phải đi vững chắc, không thể tham công liều lĩnh, bằng không chỉ sẽ ảnh hưởng tiền đồ tương lai của ngươi." Lời thật thì khó nghe, Lăng Hàn vội vã nói: "Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta nhất định ghi nhớ trong lòng." từ lão đầu gật đầu lộ ra vẻ tươi cười nói bất quá rất kỳ quái mặc dù tu vi của ngươi để thăng nhanh thái quá nhưng căn cơ vững chắc không gì sánh được để lão nhân cũng nghĩ không ra cái này cũng không kỳ quái bởi vì lăng hàn có luân hồi thụ tìm hiểu một ngày bằng một năm làm sao có thể xuất hiện sự tình cảnh giới không khống chế được lăng hàn chỉ cười cười hắn cảm ơn từ lão đầu là một chuyện nhưng tiết lộ bí mật cho đối phương lại là một chuyện khác trên thực tế hắn không biết gì về từ lão đầu làm sao có thể thổ lộ bí mật của hắc tháp luôn hồi thụ cho đối phương tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy lão nhân cũng nên sớm nhắc nhở ngươi miễn cho ngươi bỏ lỡ từ lão đầu lại nói nhắc nhở cái gì lang hàn hỏi từ lão đầu cũng không đáp mà hỏi ngược lại ngươi cho rằng chiến lược của một võ giả tối đa có thể cao mấy tinh hả vậy cũng là một vấn đề thiên tài tứ tinh phượng mau lân giác thiên tài ngô tinh chỉ tồn tại trong truyền thuyết này là công nhận bất quá lang hàn biết chiến lược của hắn không chỉ ngũ tinh. Hiện tại chỉ lực lượng là có thể tới ngũ tinh, cộng các loại thủ đoạn mà nói, thất tinh cũng không phải vấn đề lớn. Tiền bối, lực chiến đấu mấy tinh, lý thuyết này cũng không quá rõ ràng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút mới nói, như ta, nắm giữ thất sát chấn hồn thuật, nếu gặp phải một người tên giáp cao hơn cửu tinh, liền có thể liều mạng. Nếu đối thủ không tu bí thuật phòng ngự thần thức, ta lấy thất sát chấn hồn thuật áp chế, hạ chiến lực của đối thủ, có ít nhất năm thành nắm chặt chiến thắng. Nói như vậy, ta liền có chiến lược cửu tinh, nhưng gặp một người khác tên ất, hắn rõ ràng chỉ cao hơn ta bát tinh chiến lực, lại tu bí thuật phòng ngự thần thức, ta rất có khả năng bị thua. Vậy chiến lược của ta lại dưới bát tinh, người sau bởi vì không có tu luyện thần thức công kích, tự nhiên không thể nào là đối thủ của người trước, cái này càng kỳ quái, ta có thể thắng giáp, giáp có thể thắng ất, ất lại thắng ta, vậy chiến lược của ta tính thế nào? Từ lão đầu cười ha ha nói, không sai không sai, người bây giờ liền nghĩ đến vấn đề này. Kỳ thực, tựa như phá hư cảnh lấy lực lượng để cân nhắc, chiến lược của thần cấp cũng thành lập ở trên lực lượng, vì lực lượng mới là căn bản. Thiên tài mấy tinh mấy tinh, chỉ là lực lượng mà không phải chiến lược. Dĩ nhiên, lực lượng mạnh cũng không nhất định có thể thắng, cái này rất bình thường. Bởi vậy, thiên tài mấy tinh chỉ là từ góc độ lực lượng cân nhắc chiến lược của một cá nhân, cũng là số liệu trọng yếu nhất. Không có lực lượng, hết thảy đều không tốt. Lang Hàn gật đầu, quả thực là như vậy, bởi vì lực lượng hai người tương đồng, nhưng tu luyện bí pháp bất đồng, uy lực bất đồng, dẫn đến thực lực cá nhân xuất hiện tranh lệch rõ ràng. Trường 1136 Thiên tài thập tinh Đây không phải vấn đề thiên tài hay không thiên tài, nỗ lực hay không nỗ lực, hoàn toàn là bởi vì tu luyện bí pháp bất đồng. Chiếu nói như vậy, hắn chính là thiên tài ngô tinh, bất quá, đây cũng không phải cực hạn của hắn, hắn phát hiện lực lượng của mình còn đang tăng trưởng siêu vượt cảnh giới, có khả năng đạt đến trình tự lục tinh. Người ở phá hư cảnh đạt tới lực lượng 20 tinh, Điều này nói rõ lúc trước cảnh giới của ngươi đều tu đến hoàn mỹ, bằng không tuyệt đối không thể đạt đến lực lượng phá hư 20 tinh. Từ lão đầu lại nói, thế nhưng, nếu như ngươi cứ như vậy tu đến sơn hà cảnh đại viên mãn điên phong, lực lượng tối đa chỉ lục tinh. Lục tinh, này còn chưa đủ như bức sao, thiên tài ngũ tinh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí có khả năng này còn quan hệ tới bi pháp, không nhất định đạt đến. Ha ha, thiếu niên, vũ trụ lớn lắm, vượt xa ngươi nghĩ. Ở thần giới, không thiếu nhất chính là thiên tài. Từ lão đầu lắc đầu, lúc lão nhân còn trẻ cũng từng đi đây đi đó, đã biết rất nhiều thiên tài, mới biết trước đó vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Lăng Hàn nghiêm nghị nói, xin tiền bối dạy ta, từ lão đầu lộ ra dáng tươi cười thỏa mãn, thanh niên này không kiêu không nóng này, thảo nào có thể đi nhanh như vậy, xa như vậy. Hắn lộ ra vẻ hồi ức, thật lâu sau mới nói. Võ đạo cực hạn, chắc là thập tinh, phốc, Lăng Hàn thiếu chút nữa phun ra, ngũ tinh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hiện tại cực hạn lại là thập tinh. Hơn nữa, từ lão đầu nói thập tinh, tất nhiên là lực lượng thập tinh, mà không phải dựa vào ưu thế của bí pháp, để chiến lược tăng phúc. Khả năng sao, thập tinh, hắn đã đủ nghiêu bức, từng cảnh giới đều tu luyện đến hoàn mỹ, nhưng từ lão đầu nói, hắn tối đa đạt đến lục tinh, cách thập tinh còn kém gần như phân nửa. Muốn vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, chỉ có thiên tài thập tinh. Từ lão đầu thong thả nói, đạo hồng câu này, là ngay cả thiên tài cửu tinh cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, người chính là Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn Đỉnh Phong, nhưng gặp gỡ nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, thiên tài cửu tinh cũng chỉ có thể cúi đầu. Lăng Hàn không khỏi kích động, chưa từng nghe nói Sơn Hà Cảnh có thể nghịch tập nhật nguyệt cảnh, nếu có thể trở thành thiên tài thập tinh mà nói, liền có thể hóa không có khả năng thành có khả năng. Dĩ nhiên, đây là có tiền đề, tự mình phải là Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn Đỉnh Phong, còn đối thủ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, nếu không thiên tài thập tinh cũng uổng công. Chỉ là tiền bối, ngài cũng nói, ta là mỗi cảnh giới đều tu đến hoàn mỹ, vậy cũng chỉ có thể đạt đến lực lượng lục tinh. Lăng Hàn không hiểu nói, đây không phải là một nan đề khó giải sao. Từ lão đầu cười ha hả nói, thanh niên, kiên trì một chút, hắn đứng lên, theo lão phu đi một chút, hai người đi đến rừng rậm bên hồ, từ lão đầu mới nói. Người có biết, cái gọi là sơn hà cảnh đại viên mãn kỳ thực cũng không phải viên mãn. Trong lòng Lăng Hàn nhất thời run lên, không phải là trạng thái viên mãn. Cực hạn chân chính của Sơn Hà Cảnh chính là năm tòa Sơn Hà mà không phải bốn tòa. Từ lão đầu nói ra một câu kinh động lòng người, Lăng Hàn há to miệng, thật bị kinh sợ rồi. Sơn Hà Tứ Cảnh, này là luật sắt được công nhận của võ đạo, mọi người đều tu luyện như thế, tu ra bốn tòa Sơn Hà, liền có thể bắt đầu ngưng nhật nguyệt, thẳng tiến cảnh giới mới. Nhưng bây giờ hắn lại được cho biết, nguyên lai còn có thể tu ra năm tòa Sơn Hà. Có thể tu ra tòa thứ năm, thứ sáu hay không? Ha ha, năm tòa chính là cực hạn chân chính, không có khả năng thêm nữa. Từ lão đầu lắc đầu, này tương đương cho người tu nhiều một cảnh giới, cũng là khả năng duy nhất tu thành thiên tài thập tinh. Lăng Hàn lại không hiểu nói, từ lục tinh đến thập tinh, chẳng phải là xuất hiện đứt đoạn. Thất tinh bát tinh cửu tinh chạy đi đâu, từ lão đầu cười to nói, người cho là, tu ra năm tòa sơn hà, thì nhất định có thể đạt đến mức tận cùng sao. Có vài người chỉ tu ra sơn, có vài người tuy tu ra sơn hà, nhưng không có đạt đến hoàn mỹ, bởi vậy, liền có thiên tài thất tinh, bát tinh, cửu tinh. Thì ra là thế, Lăng Hàn nói, chiếu nói như vậy, nhật nguyệt cảnh cũng có thể tu ra năm vòng nhật nguyệt. Tinh thần cảnh có thể tu ra năm ngôi sao, không phải còn có thiên tài 11 tinh, 12 tinh sao. Trẻ nhỏ dễ dậy, từ lão đầu cười ha hà nói, bất quá, có một chút ngươi sai rồi. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay nói, chỉ có từng cảnh giới đều tu đến cực hạn chân chính, người mới có thể bảo trì lực lượng thập tinh, bằng không, ở một cảnh giới không đạt đến hoàn mỹ, lực lượng chỉ biết ngã xuống, trở thành cửu tinh, bát tinh, thất tinh. Lăng Hàn nga một cái, nguyên lai muốn giữ vững lực lượng thập tinh gian nan như vậy, mỗi một cảnh giới đều phải tu đến mức tận cùng. "Tiền bối, người gặp qua thiên tài thập tinh chưa?" hỏi hắn, trong ánh mắt từ lão đầu chợt bộc phát ra một đạo hung quang, da mặt có chút run run, thật lâu mới bình tĩnh lại nói. "Thật ra lão nhân cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng nghe nói qua có vài thiên tài ngút trời như thế." được xưng là vương giả trẻ tuổi, chân chính vô địch một cảnh giới. Lăng Hàn khiếp sợ, chẳng những có, lại còn có vài cái. Điều này sao có thể, phải biết rằng muốn đạt đến lực lượng phá hư 20 tinh, phải được thiên địa ngợi khen, bằng không chỉ có thể đạt đến 17 tinh, ba tinh cuối cùng là thuộc về trình tự cấm kỵ. Từ lão đầu nhìn thấu nghi hoặc của hắn, cười nói. Ngươi cho là, đại năng thần giới muốn đưa tộc nhân tiến nhập tiểu thế giới, để cho bọn họ khai thiên rất khó sao. A, à, Thân hình của Lăng Hàn Dung bần bật, xác thực làm như thế hoàn toàn có thể. Khai thiên tiến vào thần giới, bù đắp ba tinh lực lượng cuối cùng, tu lĩnh vực nhân đạo đến hoàn mỹ. Hắn không khỏi thở dài, đây thực sự là sinh vào nhà tốt a. À? Vì vừa bắt đầu liền thua ở nơi bắt đầu rồi, lão đầu tử nói cho ngươi những cái này, chính là hy vọng ngươi không nên tham cảnh giới, muốn trở thành vương giả chân chính, ngươi nhất định phải tu mỗi một cảnh giới đến mức tận cùng, bằng không, cảnh giới giống nhau, lực lượng của người ta mạnh hơn ngươi trời sinh liền chiếm ưu thế. Hơn nữa, so thần khí so bí bảo, người làm sao đấu với hậu đại của hằng hà cảnh, sáng thế cảnh. chương 1137, bia mộ mơ hồ. Lăng Hàn gật đầu, luận gốc gác hắn khẳng định không sánh bằng hậu duệ của cường giả, vậy cũng chỉ có tự thân xuất phát, tu luyện mỗi một cảnh giới tới cực hạn chân chính. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, hắn tự đáy lòng nói, bằng không hắn tu đến đại viên mãn khẳng định sẽ xung kích đại cảnh giới, vậy hắn chỉ có thể là thiên tài lục tinh, dù cho ở sau đó tu đến mức tận cùng cũng nhiều nhất là thiên tài cửu tinh vĩnh viễn không thể chạm tới thập tinh đi thôi từ lão đầu gật gù thật giống như đã nói xong không có hứng thú gì nữa vậy cách một quãng thời gian vãn bối lại tới vấn an tiền bối lăng hàn thi lễ một cái xoay người rời đi tuy từ lão đầu chỉ nói cho hắn một ít bí ẩn nhưng ảnh hưởng tới hắn không thể nghi ngờ là rất sâu xa thiên tài lục tinh cùng thiên tài thập tinh tranh lệch này quá lớn có điều với đại bộ phận thiên tài mà nói, có biết điểm ấy hay không cũng không khác biệt gì, bởi vì cực hạn của mỗi cảnh giới quá khó sửa chữa. Hơn nữa, không tu nhân đạo đến đỉnh cao, cho dù tu ra năm tòa sơn hà, nhật nguyệt, cũng không thể đạt đến thập tinh. Thập tinh cần ở mỗi cảnh giới tu luyện đến thập vạn thập mỹ, thiếu một chút, vậy liền rơi đến cửu tinh. Lăng Hàn tin tưởng, Vũ Hoàng có tư cách xung kích thiên tài cửu tinh, phong phá vân thì kém một chút, cũng có thể đạt đến bát tinh, Mộ Dung Thanh thì không hẳn có thể tu ra năm tòa sơn hà. Nhật Nguyệt, lại thêm phá hư cảnh cũng chỉ có lực lượng 17 tinh, vậy thành tựu của hắn chỉ giới hạn ở tứ tinh. Khoảng cách giữa thiên tài cùng thiên tài, ở thần giới cũng không có thu nhỏ lại, trái lại càng thêm phóng to. Chờ sau 3 ngày, Lang Hàn và Thủy Nhạn Ngọc leo lên tinh thuyền xuất phát. Tinh thuyền rất lớn, không phải lớn bình thường a, à. không hạm có thể làm rất nhỏ, như Xuyên Vân toa chỉ có thể dung hai người, nhưng tinh thuyền chỉ ít lớn bằng nửa cái thành trì, bằng không khác không được trận pháp khổng lồ đây là cơ bản nhất, vạn nhất gặp phải vẫn thạch. Thì làm sao chặn, đại trận này khởi động, ngay cả tinh thần cảnh công kích cũng có thể đỡ rất lâu, để tinh thuyền có đủ thời gian chạy đi. Nhưng dù tinh thuyền lớn như vậy, hiện tại cũng là người đông như mắc cười. Rất nhanh, tinh thuyền phá không, bay vào tinh vũ. Tinh thuyền đương nhiên cũng có chất lượng khác biệt, chiếc thương thuyền này ở tính năng không tính quá tốt, tinh thuyền xuất phát trước bỏ ra 5 ngày cũng đã qua lại một vòng, nhưng đám người lăng hàn đi 5 ngày rồi, lại còn không có áp sát cái mộ lớn kia hai ngày sau bọn họ rốt cục đi tới phụ cận mà lúc này trong không gian phụ cận đã ngừng đầy tinh thuyền lăng hàn và thủy nhạn ngọc đi ra đứng trên bong thuyền quan sát bốn phía tinh thuyền có trận pháp hình thành tấm chắn sản sinh trọng lực yếu ớt mô phỏng trạng thái bình thường khác biệt duy nhất chính là không có không khí cũng còn tốt sau khi bước vào thần cảnh hô hấp cũng không phải tất yếu ngươi không vào thần cảnh chạy tới vậy là tự mình muốn chết phía trước xuất hiện một bán cầu thật to. Đại tinh đều là hình cầu, nhưng vật thể to lớn trước mắt giống như một tinh cầu bị chặt đứt, chỉ còn dư lại một nửa, vậy thì càng như một mộ phần. Mà ở trước mặt mộ lớn, tinh thuyền kích cỡ như thành chỉ quả thực như con kiến nhỏ, căn bản không thể so sánh. Vật phụt lên kia không phải ánh sáng, mà là tinh khí sinh mệnh. Có người kinh hô, người trên thuyền đều kinh hãi, tinh khí sinh mệnh quý giá cỡ nào. Người có thể sống bao lâu, không phải là do tinh khí sinh mệnh quyết định sao. Nhưng tinh khí sinh mệnh chỉ có thể tự mình sản sinh, coi như cướp đoạt tinh khí của những sinh linh khác, vậy cũng chỉ có thể tạo được tác dụng bổ ích tu vi, mà không cách nào tăng cường tinh khí sinh mệnh bản thân. Tinh khí sinh mệnh tiêu hao hết, vậy sinh linh sẽ chết, đây là lẽ thường. Nhưng hiện tại, một cái mộ lớn phun ra tinh khí sinh mệnh, cuồn cuộn không dứt chuyện này làm sao có thể không khiến người ta tê cả ra đầu. Nếu như có thể tu luyện ở trên mộ lớn này, vậy tiến cảnh tất nhiên sẽ hết sức kinh người. Nhưng này rõ ràng là phần mộ, nên âm u đầy tử khí mới đúng vì sao lại có tinh khí sinh mệnh kinh người dân trào cái này thật không hợp tình lý ha ha ở trong tinh không xuất hiện một cái mộ lớn vậy thì hợp lý sao đây thực sự là một cái mộ lớn bởi vì phía trên còn có một tấm bia mộ một lớn như vậy bia mộ tự nhiên cũng lớn kinh người thật không cách nào tưởng tượng bởi vì dù là đá bình thường nhưng nào có một tảng đá hoàn chỉnh lớn như vậy so với ngọn núi nào cũng cao hơn ai cũng nhìn không ra tảng đá kia có dấu vết cắt ghép mà trên mộ bia chỉ có hai chữ, cực kỳ mơ hồ, dù là ai cũng không cách nào thấy rõ. Tác phẩm của ai lớn như vậy, lại ở trong tinh không mở ra một cái mộ lớn. Cái này nguyên bản hẳn là một tinh cầu đi, lại bị luyện hóa thành mộ, chôn xuống một người. Không đúng, sao ta không nhớ được hai chữ kia? Có người kinh ngạc thốt lên, vừa nãy rõ ràng nhìn thấy trên bia mộ có hai chữ, tuy rất mơ hồ, nhưng chỉ quay đầu đi liền quên là dáng dấp gì, cái này quá quái lạ. Ta cũng hoàn toàn không nhớ ra được thật giống như có một lực lượng không tên, mạnh mẽ xóa đi hai chữ này. Tất cả mọi người vừa sợ vừa hưng phấn, chỉ là một cái bia mộ cũng thần kỳ như thế, vậy trong mộ lại chất chứa bao nhiêu bảo vật. Cái mộ vô cùng hùng vĩ, phun ra tinh khí sinh mệnh, mà ở chính diện, thình lình có một lối vào, bao phủ khí tức hỗn độn, phảng phất thiên địa sơ khai, mặc cho thị lực của ai cũng không thể xuyên thấu. Chẳng trách ngay cả loạn tinh nữ hoàng, thậm chí lẫm thiên tông cũng bị kinh động, cái mộ lớn này quá thần bí, quá kinh người có người thử leo lên mộ lớn nhưng ngoại trừ lối vào chính diện đi ở chỗ khác chỉ có một kết quả bạo thể mà chết có cường giả tinh thần cảnh thôi thúc bảo khí nỗ lực tiếp cận kết quả bảo khí bị nổ nát tan cường giả kia cũng bị nổ nửa người may là còn sống để những cường giả khác đều líu lưỡi xem ra không ai có thể xông vào có lẽ tam nguyên thượng nhân có thể thử một lần nhưng hắn vẫn ở lẫm thiên tông không hề rời đi một bước nhưng chính diện cũng không dễ tiến vào có đoàn hỗn độn khí kia bao phủ nặng như tinh thần, ngay cả cường giả tinh thần cảnh cũng chống đỡ không nổi, vừa đi vào thần cốt liền rên rỉ, đi nhiều vài bước tuyệt đối sẽ bị ép thành bột phấn. Chương 1138 tiến vào mộ lớn. Chuyện này làm sao chơi, ai cũng biết, cái mộ lớn này ghê gớm, có khả năng an táng một vị hằng hà cảnh, thậm chí sáng thế cảnh, nếu như có thể được di bảo của vị trí tôn này, ha ha. Nhưng hiện tại ai cũng không vào được, vậy coi như bên trong cất giấu bảo sơn thì đã làm sao đoàn hỗn độn khí kia đang tiêu tan, có đại nhân vật nói, đây là một cường giả tinh thần cảnh lâu năm, đến từ phách dương tinh, đã sống hơn 30 triệu năm, tuổi thọ tiếp cận khô cạn, bởi vậy lần này hắn ôm giác ngộ hẳn phải chết mà đến, nếu không thể tìm được cơ duyên đột phá hàng hà cảnh, vậy hắn liền cách cái chết không xa. Quả nhiên như hắn nói, hỗn độn khí đang chậm chậm tiêu tan, mộ lớn sắp mở ra. Ở trong tinh không, mọi người cơ bản không thể tu luyện, bởi vì trong tinh không không có linh khí, chỉ có thể dựa vào chân nguyên thạch rút lấy lực lượng, mặt khác chính là dựa vào đan dược, vậy thì càng thêm xa xỉ. Nhưng lang hàn ngoại lệ, người ở đây quá nhiều, biến mất mấy cái cũng không có ai chú ý tới, bởi vậy hắn thời khắc đều có thể đi vào hắc tháp, tu luyện ở dưới luân hồi thụ, cái này cũng là sự tình đám người vũ hoàng đang làm. Bọn họ lấy chân nguyên thạch rút ra lực lượng, nuốt đan dược ra tốc tu hành, bởi vì có luân hồi thụ tồn tại, bọn họ không cần lo lắng đẩy mạnh như vậy sẽ mang đến vấn đề gì. Lăng Hàn chủ yếu là luyện đan, có tiền mới có thể mua thần thiết tăng cấp bậc của tiên ma kiếm lên thiếu tiền cái này thật giống như là vấn đề vĩnh hằng nhưng hắn rõ ràng không tu luyện tiến bộ lại nhanh nhất trong mọi người hết cách rồi ai bảo trong cơ thể hắn có ma chủ tinh nguyên vẫn không ngừng truyền tinh hoa lực lượng cho hắn ngay cả lúc hắn ngủ tu vi cũng tăng lên chỉ cần mỗi ngày tìm chút thời giờ ngộ đạo ở dưới luân hồi thụ liền có thể để cảnh giới và tâm tính tương xứng không đến nỗi xuất hiện sự cố lại qua mấy tháng Hắn sẽ đạt đến đại cực vị trung kỳ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hỗn độn khí ở lối vào dần dần biến mất, hiện ra một lối vào. Cái này nhìn xa như một con đường, nhưng trên thực tế lớn kinh người, như một vùng biển, ngay cả tinh thuyền cũng có thể dễ dàng lái vào, chỉ là so với cái mộ lớn này thì có vẻ nhỏ mà thôi. Các đại năng làm rất nhiều kiểm tra, lấy phi toa không người thử nghiệm, sau mấy lần, cuối cùng xác định có thể tiến vào. Nhất thời, từng chiếc từng chiếc tinh thuyền xuất phát về lối vào. Tinh thuyền kích cỡ tương đương với thành trì lái vào, lại như một con kiến bỏ trong chén, so sánh cách xa như thế. Tất cả mọi người tràn ngập chờ mong, tinh không chúc phần, lấy một tinh cầu làm mộ, trôn xuống đến cùng là đại nhân vật cỡ nào. Lăng Hàn cảm khái, dù sáng thế cảnh thì đã làm sao, còn không phải có phần cuối của sinh mệnh, quay đầu lại, thiên cổ bá nghiệp cuối cùng cũng phải hóa thành một nắm đất vàng sao. Thế gian này, thật sự có tồn tại vĩnh hằng sao. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, tinh thuyền đã lái vào, bên trong là một vùng tăm tối chỉ có tinh thuyền phát sinh ánh sáng chiếu rọi không gian phụ cận hắn lập tức cảm giác một bộ thân thể mềm mại nhích lại gần chính là thủy nhạn ngọc lang hàn đưa tay ôm vư vật này nói không cần lo lắng có ta ở đây thủy nhạn ngọc gật đầu kỳ thực nàng rất hít ra ngoài rèn luyện ở trước mặt di tích hùng vĩ như thế nàng cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé tinh thuyền tiếp tục đi tới hơn nửa ngày sau phía trước xuất hiện một đại lục trong mộ lớn xuất hiện một khối đại lục cái này rất quái lạ, nhưng cái này nếu có khả năng là phần mộ của một vị cường giả vô thượng, vậy xuất hiện những cái này lại có gì đáng kinh ngạc. Đại năng tự nhiên có thủ đoạn của đại năng, tinh thuyền tới trước đã ngừng đi, sắp xếp vô cùng chỉnh tề, có thể nhìn thấy rất nhiều người rời thuyền, đang thăm dò ở trên mảnh đại lục này. Đi tới nơi này, bốn phía có ánh sáng yếu ớt, đủ để cường giả thần cấp thấy rõ. Lại có không khí, Lang Hàn hít một hơi, tuy hắn có thể không cần hô hấp, nhưng quen thuộc thành tự nhiên, hắn vẫn sẽ hô hấp cái này không phải nhất định cần nhưng sẽ làm người thoải mái hơn rất nhiều cẩn thận thủy nhạn ngọc nao nao bọn họ vừa vặn trải qua một chiếc tinh thuyền phía trên cắm một mặt cờ xí thình lình viết một chữ triệu tinh thuyền của triệu đại tướng quân triệu luân vừa rời thuyền đi theo phía sau một nam tử biểu hiện cực kỳ cung kính ô không phải nói vị đại tướng quân này bị thương nặng sao nhanh như vậy liền chạy đến xem ra cái mộ này mê hoặc quá lớn ngay cả triệu đại tướng quân đang dưỡng thương cũng không nhịn được di động Lăng Hàn gật đầu, ở đây Triệu Luân sẽ càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ, song phương đơn độc va chạm, hắn không tin Triệu Đại Tướng Quân sẽ khách khí với mình, dù sao hắn hết lần này tới lần khác đánh mặt Triệu Luân, vị Đại Tướng Quân kia lại chỉ có Triệu Luân là con trai độc nhất, không căm thức mới lạ. Tinh thuyền dừng lại, mọi người dồn dập đi xuống, đều không thể chờ đợi được nữa. Có điều, sau khi tất cả mọi người rời thuyền, tinh thuyền lập tức quay đầu, đùa giỡn, hợp ninh tinh không biết còn có bao nhiêu người chờ, đương nhiên phải đi mấy vòng, Tàn nhẫn kiếm lời a. Còn có, bọn họ bán không phải vé khứ hồi, mà là một lượt, muốn về hợp Ninh Tinh, hắc hắc. Ngươi tiếp tục bỏ tiền đi. Lăng Hàn nhìn phương hướng, nhưng ở đây phương hướng không có ý nghĩa quá to lớn, đều là tương đối. Nơi này linh khí mỏng manh, hoàn toàn không thích hợp tu luyện, nhưng tinh khí sinh mệnh phun trào, lại có thể thành thánh địa tu luyện, phi thường quái lạ. Lăng Hàn kỳ quái nói, chúng ta đi như thế nào? Thủy Nhạn Ngọc hỏi, trước tiên đi địa phương không người để bọn người đại ca đi ra. Lăng Hàn nhắm một phương hướng, đừng xem người tiến vào nơi này rất nhiều, nhưng bởi vì đại lục này to lớn, nhiều người như vậy cũng không tính nhiều. Hai người đi tới, Lăng Hàn đang muốn thả đám người phong phá vân ra, nhưng hơi nhướng mày, nhìn lại phía sau. Mấy người các ngươi, theo chúng ta cũng rất lâu a." À. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, ở phía sau bọn họ, không biết lúc nào có thêm bốn nam tử, nhìn qua đều hơn 30 tuổi, tu vi sơn hà cảnh đại viên mãn. Có điều bước vào thần cảnh, dáng dấp bề ngoài đã không thể dùng tuổi tác phán đoán. Nhìn tinh lực của bọn họ rất mạnh, hẳn là tráng niên, nên có hơn 20 vạn tuổi. Tiểu tử, người có thể lăn, còn mỹ nữ này khà khà, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt. Bốn người này đều cười to, chương 1139, vô khuyết công tử. Lăng Hàn lắc đầu, bại hoại thực sự là nơi nào cũng có, mới vừa vào mộ lớn liền gặp phải bốn con sắc lang. Còn chưa cút, con mẹ nó, ở trên thuyền nín mấy ngày, bây giờ nhìn đến mỹ nữ này, lão tử làm sao cũng nhẫn không được. Kha kha, tật xấu này của lão tam ngươi vẫn không sửa được. Thật muốn gấp, ngươi làm cái mông của tiểu tử này đi, nếu không lượt của ngươi tới thứ ba, nhìn thấy đại ca cùng nhị ca ta khoái hoạt, ngươi không phải sẽ căng nứt. Lăn, lão tử không làm chuyện gay, bốn tên đại hán không kiêng rè chút nào, miệng đầy lời xấu xa, dưới cái nhìn của bọn họ, hai người lăng hàn một cái là sơn hà cảnh đại cực vị, một cái khác chỉ là trung cực vị, bọn họ tùy tiện ai ra tay đều có thể ung dung chân áp. Lão đại, tựa hồ tiểu tử này không chịu đi vào khuôn phép. Vậy thì giết, dáng dấp của cô nàng này thực tao, lão tử không nhịn được. Bốn tên đại hán kia dồn dập ra tay, rõ ràng cảnh giới chiếm ưu nhưng còn muốn quần ẩu, hiển nhiên, bọn họ đã quen như vậy, quy củ gì đó đều là ngu ngốc, cấp tốc giết chết đối thủ mới là vương đạo. Lăng hàn hừ một tiếng, lấy ra tiên ma kiếm, kiếm mang dương động, chém về phía bốn người. Ô, ừm, nha, Bốn tên đại hán đều kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới thực lực của Lăng Hàn mạnh như vậy, vừa ra tay liền để bọn họ cảm giác được không dễ trêu. Có điều, cũng chỉ như vậy, dù sao chỉ là đại cực vị mà thôi. Hừ, cảnh giới cao nhiều như vậy, còn muốn ỉ đa số thắng, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thanh âm tràn ngập ngạo khí vang lên, chỉ thấy một thanh niên đi nhanh tới, mái tóc dài màu xanh lục, trên người có thần quang đan dệt. Ở sau người hắn, còn theo chừng 10 người trẻ tuổi, đều toát ra vẻ cung kính với hắn hiển nhiên, người trẻ tuổi tóc xanh này là thủ lĩnh. Món đồ gì, dám quản chuyện của đại gia ngươi, một gã đại hán xoay người lại, nhìn thanh niên tóc xanh quát lên. Lớn mật, dám nói chuyện với vô khuyết công tử như thế. Trong những người trẻ tuổi này, một thanh niên mang trường thương nhảy ra. Tiễn ngươi lên đường, hắn vung thương công kích, đại hán kia vội tế đao chống đỡ, len keng keng, chỉ giao thủ mấy hiệp, hắn liền ngơ ngác biến sắc. Tuy song phương đều là sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, nhưng sức chiến đấu của hắn kém đối phương một đoạn dài, ngay lập tức rơi xuống hạ phong. Mà đối phương lại thương thương đoạt mệnh, sát ý sôi trào, để hắn rõ ràng cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Thật mạnh, trong lòng hắn khiếp sợ, vội vã hét lớn một tiếng, bắt đầu liều mạng, từng đạo từng đạo thần quang từ trong cơ thể bắn ra, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng gấp mấy lần, hóa thành một người khổng lồ cao ba trượng. Phốc, bàn tay của hắn bị một thương đâm thủng, nhưng trong cơ thể hắn giống như không có máu, một thương này xuống ngay cả một chút xíu máu tươi cũng không có chảy ra. Mà hắn thì như không có cảm giác đau, một tay khác vùng đại đao, chém tới nam tử dùng thương. Nam tử dùng thương không khỏi kinh ngạc, trường thương vội vẩy một cái, chân đối phương ra xa, hóa giải uy lực đòn đánh này, sau đó lộ ra vẻ bừng tỉnh nói. Người không phải phóng to thân thể, mà chỉ là ra phồng lên, xem như lớn, kỳ thực cũng không phải là thân thể lớn, vì lẽ đó ăn ta một thương cũng không ảnh hưởng, ngay cả máu cũng không có chảy ra coi như ngươi biết vậy thì như thế nào đại hán cười gằn hiện tại thân thể của ta khổng lồ như vậy ngươi còn muốn bắn trúng chỗ yếu hại của ta ngươi biết chỗ yếu hại của ta ở đâu sao ha ha ta không cần biết chỗ yếu hại của ngươi ở đâu ở dưới hàn xương thương của ta ngươi chỉ có một con đường chết nam tử dùng thương kích phát thương trong tay nhất thời từng đạo từng đạo thần văn tỏa ra hàn khí vô tận lưu chuyển thật giống như muốn chém nát hư không hàm răng của đại hán kia không khỏi run lên trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Thần khí cấp 4, nam tử dùng thương này rõ ràng nghe lệnh của thanh niên tóc xanh, nhưng một hạ nhân liền có thể nắm giữ thần khí cấp 4, khái niệm này nghĩa là gì? Đám người tuổi trẻ này, không thể nào, bối cảnh khẳng định lớn kinh người. Ha ha, một chuyện hiểu lầm mà thôi, lại một đại hán mở miệng, nếu hai người này là bằng hữu của các vị, thứ cho chúng ta lỗ máng. Nam tử dùng thương quay đầu nhìn về phía thanh niên tóc xanh, đối phương chỉ nở nụ cười lạnh lẽo nói: dám mạo phạm người ngọc còn muốn mạng sống hắn nhất thời hiểu ý trường thương phát huy đồng thời quét tới bốn tên đại hán này hiện tại hắn cực kỳ hung hăng trường thương phát huy biến bốn phía thành một mảnh băng thiên tuyết địa uy năng thậm chí siêu việt sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao lại thêm sức chiến đấu bản thân hắn tương đương với hai cường giả liên thủ cho dù lấy một địch bốn hắn vẫn chiếm hết thượng phong nhìn dáng dấp kia không cần mấy chiêu liền có thể diệt sạch bốn tên đại hán này lang hàn không khỏi gật đầu Võ giả muốn nắm giữ một tinh sức chiến đấu cũng rất gian nan, nhưng thần khí không giống. Bởi vì cái này có thể do cường giả ôn dưỡng sau đó ban cho hậu bối sử dụng, hoàn toàn có thể vượt qua tứ tinh, ngũ tinh. Hắn càng thêm chờ mong, khi tiên ma kiếm đuổi tới cảnh giới của mình, sẽ phóng ra uy lực kinh người cỡ nào, có thể so với tiên kim, tuyệt không chỉ là có tính trưởng thành đơn giản như vậy. A, à, không lâu lắm, bốn tên đại hán đều bị tàn sát, nam tử dùng thương thu hồi binh khí, cung kính trở lại phía sau thanh niên tóc xanh. Điều này khiến người ta kinh ngạc, phải biết sức chiến đấu của nam tử dùng thương này hết sức kinh người, hoàn toàn có thể một mình gánh vác một phương, hiện tại lại như nô bộc. Thanh niên tóc xanh đi tới, nhìn Thủy Nhạn Ngọc lộ ra nụ cười tràn ngập mị lực nói. Cô nương, để ngươi chấn kinh, lang hàn thầm lắc đầu, xem ra hắn lại thêm một tình địch. Thê tử của hắn thật là siêu cấp họa thủy, chạy đến chỗ nào cũng có người đến gần, hơn nữa địa vị mỗi người không thấp. Trước là Triệu Luân, hiện tại là người này, phòng chừng bối cảnh sẽ không yếu hơn Triệu Luân. Phiền phức ngươi nói chuyện thì nói, không nên áp sát như thế. Lăng Hàn đưa tay ra chặn lại, lớn mật, nam tử dùng thương lập tức nhảy ra, trường thương lại tế, nhắm thẳng vào Lăng Hàn. Trường Tôn, không nên kích động như thế, thanh niên tóc xanh khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng ấn trường thương của đối phương xuống. Tại hạ hạ vô khuyết, đến từ đại trường tinh phách hạ Hoàng Triều.